tương đại được mà phải sống bằng cái thân điện tử để cho người già biết vậy thôi. Người ta mà hết cái tuổi thọ thì người ta đi luân hồi, người ta không còn nhưng mình biến tướng được, thế là còn phải chú biết đã hết. Câu hỏi kế tiếp là quý vị tên Bình ở Hóc Môn có hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất, ăn trộm vật chất trong chùa Thiền Tông thì bị nhân quả như thế nào? Tất cả gì ăn trộm ở chùa hay là ở nhà cũng được ngang nhau. Cái chùa chỉ là cái cơ sở để mà gọi là tôn giáo, cái sự thật. Nếu vi phạm cũng giống ăn cắp. Ví dụ người ăn cắp mà bên những nhà riêng một lần thì luật pháp cũng xử vậy, mà ở chùa cũng giữ vậy đó. Đừng có tôn lên là cái chùa và cắt chùa sẽ là bị nặng nề hơn, không có cái gì đó. Luật pháp mình đã cắt đâu cũng vậy, cắt cơ quan nhà nước cũng vậy, đã cắt ở ngoài tư nhân cửa cắt chùa tiền cũng vậy thôi. Luật pháp nó trị thêm còn cái được ăn cắt bao nhiêu tiền trị giá hay những tiền sự phạt thêm cái bộ luật vậy thôi. Chứ không có đừng có tưởng là cắt cái chùa là tội nặng, không có gì hết. Chùa cũng là một cái nơi, cái cơ sở để tu hành vậy thôi. Nhưng mà cũng khác gì đâu, cơ sở tu hành thì vẫn khác, thân si giống như người ngoài nó mới khác à. Mà luật pháp nó không định đi được. Đừng có quan điểm là ăn cắp của chùa tội nặng, không có cái đó. Về mình thiếu cái nguyên tắc này, ông Phật nói là chửi Đức Phật tội không nặng bằng kinh chê, kinh diệu pháp tiêu quan. Thế đấy, chữ Đức Phật thì cũng bằng con người thôi, mà chửi ông cũng bằng như con người thôi, có khác gì đâu. Thì có tưởng tượng, vì cái đạo Phật thì ta ra đời để là nó chủ hóa toàn bộ cái quy cách của cái trái đất này. Sống trên cái đất này, sống như thế nào, luật pháp áp dụng như thế nào là cái đạo Phật thì tâm ra đời. Để mà cho biết rằng cái chất đức một tinh hoa đạo Phật không phải nằm ở trong cái gì mơ hồ của cái tâm thường, mà tinh hoa đạo Phật nó có cái gì là siêu đẳng hơn, siêu đẳng hơn cái bình thường mình hiểu, có gọi là tinh hoa đạo Phật. Rồi không phải tinh gì. Dạ, câu hỏi số 2, tánh Phật từ Phật giới vào cái đất mượn thân và tánh người để tạo công đức, vậy cô hồn chúa có biết hay không? Cái điều dụ á, ở thế giới này á, cô hồn chúa chỉ là một cái người ăn theo của cô hồn, của cái vật thần đủ thế giới thôi. Giống như bây giờ mình là khai tử khai sắc, làm sao chúng ta trước biết được? Thì địa phương ta biết rồi, cơ quan nào cũng cắt này ta biết không? Cô hồn chúa chỉ là cái cô hồn chúa thì giờ tôi không chắc nó rõ, nhưng mà cái nhiệm vụ của ông là lập ra đạo thánh. Ông có lẽ như chủ cô hồn chúa này vậy, còn cô hồn chúa muốn cho tánh Phật mượn thân tánh người để tạo công đức phước đức. Còn thần thượng hành nó có nhiều cái loại thần, chứ không phải thần thượng hành kiểm soát nhân quả. Thần thượng hành bảo vệ thần của vị Phật và là thần thiên cá đó. Thì mình phải biết bây giờ cái thế giới loại thần với cái thế giới loại người nó không khác nha. Vì thế mà trong văn học Việt Nam có nói một câu là dương gian hạnh phúc cần nhất trí. Tổ chức thế gian như thế nào thì tổ chức âm phủ giống y như vậy. Âm phủ đây là người ta nói về thân và cô hồn, chứ không phải là con diêm dương nào cả đâu. Nên diêm dương đây là cái thuật nói của người Trung Hoa, nói để cho người ta biết rằng thế gian này là thiện thì lên trời ở, là ác thì chúng ta diêm dương. Diêm dương phán xét đây là thế. Cái văn học của thế gian, cái văn hóa thế gian, chứ không phải là sự thật. Sự thật của Phật dạy là cái đất này năm loại sống chung, mỗi loài có cái diệt chủng riêng, rồi thần diệt chủng gì, rồi người diệt chủng gì, rồi có hồn diệt chủng gì, thì Thiền Tông đã nói gần cặn đâu, gần cặn nó cũng chưa có cặn, rồi có phải thế thì không phải cái tiếp.
thiên là người ta tu đạo tiên, khi mất vào sống nơi bồng lai thiên cảnh, còn ở nơi cái đất này là tuổi thọ 500 năm, có đúng như vậy không? Tiên tinh thần ở nhà tuổi như nhà thật thì ở nơi các ngọn núi hoặc đồng bằng hoặc ngọn cây, còn tiên thì ở dọc trong cái đường núi không người đến, đường núi không người đến gọi là tiên, đây gọi là bồng lai tiên cảnh. Còn tiên mà ở tam giới là chỉ trong những vị đã sống lên lúc trình độ, vị vị dưới trình độ, vì mà nó ăn cũng về dưới trình độ ở chứ không có bản thân ở trên đất này. Nhưng mà con ăn có một điều đó là dùng được thiên nhãn người ta quan sát được. Bởi vì nếu ở trong tam giới rồi, nếu mà có người thiên nhãn của họ đang cũng được, ta xuất hiện là ta thế gian thì được rồi. Nhưng mà ở chỗ tránh người ta không thể ở thế gian mà ở tại lúc cực lạc. Còn nói chỉ còn ra trên cảnh này thì bây giờ ở Việt Nam mình đã sự thật là không có còn ra trên cảnh đâu, mà còn ra trên cảnh phải cái nước nặng lớn như nước Trung Quốc mới có còn ra trên cảnh, ở châu Âu nó có còn ra trên cảnh, ở châu Mỹ mới có, còn châu Á qua châu Á ở Trung Quốc chân Việt Nam không có. Vì Việt Nam mình đất hẹp, nó không có cái chỗ cao mà nó không đến được. Cái dù phải cực động lên bằng mấy quốc gia, mà bằng mấy quốc gia nhỏ mới gọi là một gia di sản. Rồi còn phải tiếp tục. Vậy các vị tiên này có qua công thức vật lý âm dương thì không? Vâng, tức ở đâu cái giới vật lý này, ở đâu cũng phải có vật lý âm dương hết. Muốn trở lại là gọi là tiên thì phải qua công thức dân dục của là tiên để nó sinh ra tiên con. Trên trời còn phải bị cái dân dục cũng như cái người ở thế giới này không cách nào thoát ra được. Thế giới này gọi là thế giới vật lý, nhân quả, sự phúc của vật lý không cái nào thoát ra được. Ở trên này nếu mà mang thân tứ đại, không có ai mà không có qua cái này đó. Nhưng mà có những người là ta kiềm, ta kiềm chế, nhưng chính cái người kiềm chế này nó phá vỡ cái quy luật vật lý, thành ra cái người kiềm chế có thể ý là tất cả người nam người nữ nếu mà không có vợ không có chồng qua còn cái người cái tâm khác thì phản là cái quy luật vật lý mà phải hiểu được cái này. Tại sao là cái người mà không có cái mà tới cái đến thời kỳ mà sung mãn của vật lý mình tìm nó thì nó sẽ phát ra được cái chuyện nó không có đúng. Nhưng mà thường thường nó phát ra cái này nó phát đi vào cái linh thiêng ấy, chết là chết cái chỗ này. Vì thế đạo Phật thì tâm ra đời để đi để nói cho rõ ràng là cái giới này là thế giới vật lý nhân quả âm dương không có cái được. Mà vì ngày xưa người ta tất cả người tập tự tập thật thành thánh gì đó để mà thoát ra cái quy luật này không được. Vì thế được Phật nói cái đất này là cũng quốc tập tư nhân loại tốt tu và thành là người là quỷ xuất sanh địa ngục tu ở đâu loài nào thì nữa nó tốt tốt ba cái loại tốt tốt bằng tứ đại, ba cái loại tốt tốt bằng điện từ âm dương, loài nào phải thoát tu quy luật vật lý đó không có là thoát ra được cái quy luật này. Rồi con mà tiếp đi. Khi chung âm thân chui vào thai mẹ thì có nhân quả với gia đình. Vậy có khi nào chỉ có nhân quả với cha mà không có nhân quả với mẹ hay không? Cha mẹ giới họ là phải đã nhân quả. Còn bây giờ chung âm thân muốn trở lại cái gia đình đó không phải tự dằn luôn được đâu. Thần thực thi nhân quả mới xem xét rằng phải vào trong này để gia đình này để trả nhân quả. Muốn vào thì phải thần thương thi nhân quả. Thần thế giới này là có để làm gì? Là để mà kiểm soát nhân quả và thương thi nhân quả. Không ai thoát ra được cái việc này. Người thế gian mình thì còn trốn cảnh tượng. Chứ còn là thần đừng có mong. Đừng có mong với ông ấy. Vì thế là nhân quả như thế nào mới hiểu thế này. Đừng có mong mất cả cái quy định này. Giờ mình có phải tiếp
Như trong nhà con mở kinh An Vị Phật, nếu ông bà còn ở ngoài mộ, nếu muốn về nhà thì có được hay không? Mở kinh An Vị Phật thì ông bà mình còn chịu không nổi, là ông bà mình ăn đều không dám nghe. Mà kinh nhà Phật này đã mục đích của An Vị Phật để làm cái gì? Nếu người nào mà cảm nhận được vào trong cái thân của mình thì tất cả những cái dân vật trong người nó thoát ra, nó không dám ở được đây. Còn mà những cái tạp bên ngoài tác động vô, nếu mà cái dân vật trong ở trong thân người mà nó lớn hơn cái lực của cái tác động vô thì hoàn toàn không thoát ra được. Chứ không phải là tụng cái kinh này cái nào cũng thoát ra được. Mà muốn thoát ra được cái này duy nhất chỉ có một cái cách để mà làm cho cái dòng ở trong người thoát ra là cái gì? Cái người đó phải tụng được cái kinh này, mà tụng làm sao mà cho đại trong cái gọi là cái tâm dòng lớn cỡ nào, nếu mà trường hợp nhập vào người mình mà chắc cái kinh này mà mình cảm nhận được đó, thì gọi là nội tâm phải biết nội tâm đẩy ra bên ngoài đã tác dụng thì bên trong là không chịu nổi chút. Thần chủ thế giới cũng phải chạy, chứ đừng có nói gì của cô một chủ thế giới chân chạy, chứ không phải đấy. Mình phải hiểu cái nguyên tắc trường thế này. Bây giờ nếu mà ngày xưa đó, khi Đức Phật đã trở nên Trung Quốc, nó mới có lập ra cái đê, nó viết là cái quyển kinh Quỳnh Đình là để trừ mấy cái dân giặc xác này. Nhưng mà họ chỉ trừ được có 60%. Mà cái An Vị Phật thì ta rút trừ 100% rồi, khỏi là tốt còn tạo đó. Đó là hiểu thế giới này, cái khỏi âm người ta nhập để làm gì? Mục đích của ta nhập để ta kiếm rồi cúng thôi cho ta. Là thứ hai nữa là nếu mà nhập, cái người nào mà nhập khẩu định nó sẽ xây cái biểu cái gì đó để nó có cái danh. Tất cả những cái nhập mà nhập của Phật đó có cái mục đích của nó, chứ không phải muốn nhập thân đâu. Vì thế mà nếu mà nó đã nhập rồi á, mà bữa nay tạo động gì nó cũng đang không mắc thua gì. Mấy thầy mùa tôi thấy nó chỉ là người đưa ra mấy ngoài đó. Chúng chứ mình đạo nhất ở trong ngũ mà lấy dầu mà tha lên trên gia tài ăn nhà gì. Nó đâu có thắng gì trong ngũ không đáng nè. Giờ nó mới tin gì. An Vị Phật nghĩa là gì ạ? An Vị Phật có thể là thời Vị Phật ở yên ở chỗ này, nhưng mà nên nhớ là An Vị Phật là phải tiền tâm mới thì cô hồn có thôi vô được. Thì An Vị Phật chân lý thì nó làm cho nó vui thôi. Đi bỏ mặt được thì thấy ông này cũng ngày đang đây tập phẩm phẩm an. An Vị Phật có nghĩa là mời một Vị Phật đó, Vị Phật đến chứng minh đạo quả. Nhưng mà khi Phật đi rồi là ai thành kim ra cái giữ cái này, phải hiểu cái nguyên tắc thế giới này. Chứ không phải ăn Vị Phật mà được Vị Phật dịch đi đầu xong bỏ đi rồi tắt đây. Chứ bên thầy ở tại chùa đó là sao mời thần vô, mà thầy bắt đầu đã sai mà thầy làm đi làm cái chuyện này thì chỉ người nào nhập vô cái người bà la ta nhập vô cũng nhập vô cái này. Mình sai lầm là sai lầm ở chỗ này. Vì thế mà chùa nó có phát ra lưu siêu quyền bí, nó có đủ chuyện đó, làm cho có người ta không chuyện, người ta không biết. An Vị Phật, An Vị Phật dần lý, Phật không ngự, An Vị Phật thì tâm Phật mới ngự, nhưng do là cái thần kỳ đang ở đấy. Bởi vì cái giới dần lý này nó là thế. Giờ mình không phải tin. Vị Phật không căn thiệp vào nhân quả của trái đất, vậy tại sao đạo Phật lại nằm trong tam giới đạo thần, đạo Phật, đạo thánh? Tại sao đạo Phật lại nằm giữa, do ai đó sắp đặt hay tự nhiên mà có? Này con hỏi từ đầu, hỏi rõ từ đầu. Tại sao đạo Phật lại nằm giữa đạo thần, đạo thánh? Đạo Phật không có nằm giữa đạo thần, đạo thánh, mà đây là cái giai đoạn. Khi đạo Phật lập ra là phải hiểu như thế này nè. Khi mà trái đất này nó
bị quỷ diệt bởi môn quan tử. Môn quan tử mới quỷ diệt được cái đất này. Chứ còn môn nguyên tử và môn điện tử không bằng tuổi. Chỉ là phần nhỏ. Chỉ có môn quan tử khi rồi người dân mới đến toàn cầu ta sẽ phát hiện ra môn quan tử. Có nghĩa là ta lấy bằng ánh sáng mặt trời người ta tắm. Thì con suy nghĩ mình chạy đường nào. Lấy ánh sáng điện mặt trời là tắm rồi nó đường có chạy. Chỗ nào là không có sáng mặt trời. Muốn không có sáng mặt trời phải chui vô trong hang núi sâu xuống lòng đất đó. Vì thế mà ta trước cây phương tại sao ta đạo hành. Đạo hành chống cái này. Chống môn nhiên tử không phải chống môn nhiên tử được. Mà sau này ta sẽ sử dụng để chống môn quan tử. Quan là sáng. Từ tự ly đi sáng. Khi mà cái đất bị quý diệt rồi thì những người ở trong đó ta còn sống. Khi mà hết chiến tranh quan tử rồi người ta mới hiện hình ra. Nhưng mà giờ nên nhớ rằng giờ người ta có sống có duyên đi nữa thì tất cả phương tiện về sẵn nhưng mà mình sử dụng hoàn toàn. Nó bây giờ sử dụng thế giới nó còn nhưng mà trong gần 100 năm nó mất hết. Vì thế là con cháu mấy người đó chưa phải giờ thời kỳ đầu đồng nữa mà mấy người đó vẫn tôn trọng phương tiện của cái người dân bên đề đại. Khi qua đời người đó thì con cháu không được học hành là không mù chữ. Phương tiện sử dụng mất hết. Thì bắt đầu con cháu người ta mới đứng bước vào cái thời kỳ đầu đồng. Thì cái thời kỳ đầu đồng này á, thì gia đình nào vợ thì nó đất mới mất mà đất ai mà chấp nhận. Một thời gian sau, những gia đình này sẵn sàng cái gì thì mới thành lập cái bộ lạc. Bộ lạc là gì? Có tính của người là phải tham đi chiếm chỗ này chiếm chỗ kia. Thì thế mà đạo Phật mới xuất hiện. Đạo Phật xuất hiện để làm cái gì? Nói rằng các người là đừng có tranh giành. Ta là bởi vì thần cũng thế giới là mượn sáng cho ông đạo không biết. Mượn sáng người là đinh tiên lập cái đạo Phật. Nếu mà quý vị tâm dành thì cái thần cái bé hung vậy thì bộ lạc người ta sợ, người ta không dám. Vì thế mà dần dần rồi những bộ lạc cứ lớn lên thì ta thì bắt đầu biểu diễn xuất hiện nó lại. Thì làm gì xuất hiện nó lại thì phải lập quốc. Lập quốc chư vương. Vì thế mà khi là quốc xuân dương rồi thì bắt đầu quốc gia đến lộn nhau gì. Đạo thần nó phát triển rất mạnh. Thì chỉ còn đang còn giảm quá đơn thờ để mình trùng quá lại. Trùng quá bằng cách nào? Một chỉ còn đang còn giảm chỉ sáu của đường đi luân hồi và con đường trở về một giới gọi là còn đang còn giảm. Nhưng mà cái lời của chỉ còn đang còn giảm này nói bởi vì ông nói hoàn toàn sai đạo lý đó, hai cái luân thiên quyền bí là mấy ngàn năm tồn tại lời. Vì thế mà không ai nghe ông. Vì thế mà ông mới lập ra cái đạo gọi là đạo còn năng còn giá. Trong đó có năm pháp môn tu chức năng để cho mấy người mà tin đạo thần này là đâu gia nhập vào. Còn cái pháp môn giải thoát hoàn toàn không nói được. Mà cái pháp môn về pháp này phải đợi đến khi nào các đường dân cứ lên cao mà nói ra. Vì thế mà cái đạo Phật mới là khi đợi người bắt đầu có kỷ niệm trong thời gian. Sau một vị Phật, sau một vị còn đang còn giác về Phật giới thì đạo Phật kiến tắc tồn tại một đạo Phật giải thoát hoàn toàn không ai biết. Vì thế mà tới một vị đạo đi sang một vị đoàn năng đoàn giác thành đạo đạo thanh thành lập lần thứ ba sau khi vị Phật qua đời. Vì thế mà đạo Phật thứ nhất đạo thần, thứ hai đạo Phật, thứ ba đạo thanh đi trên cái chu kỳ thứ ba. Vì thế mà trong văn học nó nói là
từ điển thứ nhất là tiền sử, từ thứ hai là trung sử, từ thứ ba là hậu sử, dân sử. Thì thế là đạo Phật nó nằm ở trong đây. Và thứ hai là cũng như do này, chứ không ai sắp đặt hết. Đây là thế giới vật lý tự sắp đặt ra, chứ không có ai. Bây giờ quốc gia không có thể lập quốc từ khi mà bộ lạc được. Ông Phật không lập quốc khi mà con người dân lên cao được. Vì con người dân lên cao là ta sử dụng trời đất. Một gì mà phá trời đất không thể nói chuyện được. Vì thế mà để đặt Phật thì tâm ra đời không phải dễ đâu. Phải tạo như thế nào mà phải như thế nào cũng nói ra được cái bản thân này. Bây giờ nếu mà nói về cái đạo Phật thì tâm bây giờ thì bây giờ đang công bố ra hai năm rồi. Có ai dám tiếp nối cái này không? Tìm tâm lý Việt Nam có người làm thứ hai tiếp nối được cái này. Mà cái này nói tại sao cái đạo Phật thì tâm ra nói trước khi nói này bằng ngôn pháp sử dụng bằng ngôn pháp đó chứ không phải là nói cách vô bổ. Vì thế mà đạo Phật đi vào thế gọi là lần thứ hai của cái tam kỳ lần đạo là nằm dưới lý do này nói về bắt đầu có luôn thì ta mới hiểu được đạo Phật tại sao lập thời kỳ này mà thời kỳ thứ hai không lập thời kỳ thứ ba. Thời kỳ nhất của là thần, thứ hai là còn năm còn giờ thứ ba là thần không ai xem giờ được cái bây giờ này là mình có phải tin gì. Vì Phật không can thiệp vào nhân quả của trái đất, vậy tại sao Phật A Di Đà có thể làm quốc tịnh độ mà dạy giải thoát khổ tháng một lần ạ? Thế này á, ông A Di Đà đâu có nói đó, ông A Di Đà từ khi nào nói chuyện này đâu. Mà cái người sao này người ta nói, chứ ông A Di Đà làm cái ông A Di Đà đó là người ta ngày xưa Đức Phật Thích Ca nó lập hai cái quỷ cưng gọi là vô lượng thọ. Ông nói là cái tâm Phật của họ bên trường vô lượng quang là tâm Phật là điện từ quang sáng vinh diễn thì có hai cái nguyện kinh này rồi 48 lời nguyện này thì nó mới sắp đặt ra để đi để dụ cho mấy người ta không hiểu cái chỗ ta tu. Bây giờ tu mà không có cái tu chỉ là ta tu được thì thế mà 48 lời nguyện này thì nó thầy ra đặt ra. Thế là khi có cái chuyện mà Đức Phật mà nói muốn tập lên niệm con A Di Đà có cái chuyện này không? Mà mục đích tất cả chỉ làm là quan toàn là mục đích gì? Thế là cái này mục đích để làm gì? Ở Mỹ thì đâu ra, ở Việt Nam thì Việt Nam tập. Ở Tân Hồ thì ở Mỹ thì tập. Còn ở Trung Quốc thì nhân dân là không có cái nào có cái gì được này. Cả những gì linh thiêng quyền bí đời nguyện quan trọng chứ và cái chữ tiền hết cái đạo Phật thế giới là gì mà cái đạo Phật sẽ chỉ ra để mình nói đi nói bằng sự thật rồi ai tin tin thì coi chứ mà đạo Phật không có ngoài cái gì hết. Đạo Phật có nghĩa là chỉ dẫn năm con đường luân hồi dẫn con đường trở về Phật giới anh muốn đi làm sao đường lên hồi đường để hiện giới để tiên đường nằm như thế là tự do tin tưởng mà nhà nước Việt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đã tự tuyên bố rằng trong dân Việt Nam được quyền tự do tôn giáo được quyền tự do tin tưởng theo và không theo bất cứ một tôn giáo. Hiến pháp đã nói rất rõ vậy, luật pháp đã nói rất rõ vậy, còn ai nói ngoài là mình phải biết thế giới này là thế giới kim tiền, kim là vàng, tiền là tiền, không có ra hai cái gì được đâu. Thì anh ta làm cái gì cũng vậy, không có hai cái này anh ta làm đâu. Vì thế mà mình có những cái này thì tổng ra đời để là nó chỉ rõ từ con người dạng dần trái đất tam giới Phật giới càng thêm vô cùng quy luật nhân quả luôn. Đạo Phật thì tâm nói bằng sự thật nhưng mà không dám thở nói cho đông người phải chui vô trong mắt chui vô trong mắt có dám thở nói cái này mà ở thành thị nó đâu có nào hết tâm nó thật ít người ta một hơi người nghe
Dạ, phải chứ. Cái câu này nó có nghĩa như thế này là thầy. Một vị Phật ý là nó một vị Phật không xem vào nhân quả của trái đất được. Nhưng mà tại sao Đức Phật A Di Đà lại lập quốc tịnh độ để dạy không giải thoát trên đó được? À, tại vì thì đúng rồi. Bây giờ con người ta có cái tưởng ở cái đất này chỉ có giải thoát không lên trời được, giải thoát thì phải lập quốc tịnh độ. Giống như mình tôi nói thiệt ở đây, mình có khác gì con người mình đâu. Ở Việt Nam giờ có trường đại học, tại sao không chịu học mà qua bên Mỹ học? Nhưng bên đó cũng đại học cái gì đó. Người ta dẫn tưởng ở đây không chịu tu giải thoát mà chạy lên tại cái đạo không được rồi. Thì có khác là người Việt Nam rồi đó. Người Việt Nam có khác đi. Bây giờ ở đây mình trị bệnh vô cho đẩy cái gì cũng trị mà chạy lên tại bác sĩ nó bỏ qua thì qua nước ngoài cái bệnh cũng khổ giống như mình không chứ có khác gì mình đó. Nhưng mà hiện tại thì con người ta có cái tưởng dẫn thể hiện cái đẳng cấp của mình, tôn trị mình tại nước ngoài chứ không tình mình ở Việt Nam. Đó, mình hiểu cái vấn đề như vậy thôi. Thì bây giờ đây họ chịu tôn giải thoát mà sự thật trước khi mà niềm tin chưa công bố ra ba giải thoát thì khi bắt chúng ta phải lên trên tự tự học sinh ra thì cái đó là đúng rồi. Còn bây giờ đã công bố rồi thì anh muốn về anh học nó là anh sẽ xuống việc xuống như thế giới này phải xác nhận lại là bằng cái tờ giấy qua tay chiếc mặt ngủ vô tâm để mới về được. Tôi phải về để là để kiểm tra cái năng lực anh còn có đúng anh đã dạy dễ không chứ lên trở nên vô chân thôi về giống như mình đi qua Mỹ học không được học qua bệnh đi lấy bài không được về đây đó là tôi Mỹ mới về họ nó làm đâu cũng có thì không thì mình cho đã lỡ làm chết người được không? Đó, có phải thế. Con theo thiền tông được gần 2 năm, nhưng gần đây con sao lãng. Cách đây mấy hôm, khi con đang ngủ thì con có cảm giác như ai đó đè tay, chân cứng đơ. Sau đó nghe như ai đó mở miệng con ra và thổi luồng khí vào. Hiện tượng này là như thế nào và con có bị làm sao không thưa thầy? Cái này đâu có sao, thế giới vật lý nó có hai cái trường hợp. Mình đang ngủ mình bị cứng đơ là do cái hệ thống thần kinh của mình máu me nó không hoạt động thì lập tức. Thứ hai mình thấy cái này rồi mình mơ mộng cái thằng kia là vậy vô hồn nó là cái đề mình thì có hiện tượng thì không đơn giản một là vật lý hai là vô hồn muốn chọn cái nào đó. Cái đó là tự mình biết nha, tự mình biết. Nếu mà mình cái gì mà của vật lý á thức dậy nghe nó khỏe không có gì hết rồi, còn cái kia về nó mệt nghe nó bụng mệt mệt cả mấy ngày rồi vô hồn mà nó đang rồi đó mệt cái ngày rồi tại vì nó là cái âm cái lực nó vô nó không tan được đâu. Giống như chiếc xe mình mà chạy nó ngắt xăng một chút xíu á có xăng nó chạy lại không thôi mà cái thứ mà nó nhiễm đặc nó nhiễm xăng mà bị nhiễm nước hay là nhiễm dầu rồi thì nó chạy không được. Đây là người ta chứng minh rất khoa học về cái vấn đề của con người của mình lưu thông bằng điện tử hoặc lưu thông bằng tứ đại là mạng, mạng hoặc điện tử cái sức kéo của cái điện tử và cái quy tắc này nhắc cái gì thì người ta hiểu cái này. Cô hồn nhắc thì nên nhớ rằng nó quẩy quẩy mấy ngày này. Còn mà điện từ bị ngắt chút xíu nó trở lại từ từ cũng gì không đã hiểu cái nguyên tắc này giờ mình nói tiếp. Một người được truyền bí mật thiền tông nhưng hôm làm lễ truyền bí mật thiền tông Phật tử ấy không dự lễ truyền thiền được thì Phật tử ấy có về Phật giới được không ạ? Về Phật giới là không, là do cái công đức chứ không phải là đến cái chùa này là đến để chứng cho biết cái thông về được bằng công đức có nghĩa là vị thần quản lý tánh Phật của mình mà không dám thực thi nhân quả thì mình về được. À, còn chuyện tiền đây tiền thiện đây mà về nhà là làm bỏ rồi thì sao? Thì bạn mua gì? Đó, mình đã hiểu được có quan trọng đến cái chùa. Nếu mà một
Phật mà muốn lên một lần, nếu điều thiền đến một lần để cho biết gì không, chứ còn chữ thật. Nếu mà được điều thiền mà cứ nghe cho rõ, bởi vì chính điều thiền nó phát cho mình cái lời dạy rồi, mình quan trọng nhất là mình xem cái lời dạy cho mình đã ghi đọc lại cho nó thuộc đi. Chứ mình lỡ đây mà mình nghe mà cái bài dạy rồi mình cũng không nghe rõ, dạy cũng gì. Thì mà không đến đây thì giống như mấy đứa cháu nó học hàm thụ, học ở nhà, nhưng mà thụ nó thi động liền. Còn ta đi vô trường mà học dụng học, cái nó nói lên thì lên thẳng đẳng. Đó, mình thấy cái quan điểm đó là gì? Giờ nó lại tiếp đi. Dạ, câu hỏi kế tiếp của vị Võ Văn Chậm ở Cần Thơ như sau. Tôi từng nghe nói về Huệ Nhãn, vậy Huệ Nhãn là như thế nào, xin trưởng ban giải thích cho tôi được rõ không? Huệ Nhãn là người ta nói cái người đó nó phải có cái chuyện từ vô tu sách mới nhìn thấy được cái Huệ Nhãn được. Còn cái chuyện từ 12 ngọn sách thì nhìn thấy quả trời, mà muốn Huệ Nhãn là thấy cái hình không có hình tướng, phải dùng bằng con mắt, bằng điện tử, không mở sách thì mới nhìn Huệ Nhãn. Chứ Huệ Nhãn là nhìn thấy của chúng mình, muốn có thấy của mình. Giống như mình ở đây giờ mà học đã văn minh rồi, nó có những cái kiến dễ dẫn anh muốn xa cái hành tinh nào nó phải dắt bao nhiêu cái tấm kiến vô thì nó mới nhìn thấy được cái chỗ đó. Còn mình ở đây thì bởi vì các nhà khoa học tại sao bây giờ chính là những cái thông tin điện tử bây giờ chính là đã có cái cục vô hình rồi. Giống như bây giờ mình thấy xung quanh mình là bao nhiêu hình ảnh mình đã có thấy. Nếu mà ai có cái điện thoại và có cái tivi mở ra thì thấy gì, nó cũng thuộc về Huệ Nhãn. Nhưng mà tăng đây là một cái sơ đẳng thôi, sơ đẳng của một vị Phật nói. Về sau này thì khoa học nó sẽ tiến bộ lên, nó nghĩ được cái gì để nó nhìn thấy được, nhìn siêu qua ý kiến để bao nhiêu người đàn sắp đẹp ở tay đó. Cái đó là gọi là trí huệ, trí huệ về sau nó sẽ có. Nhưng giờ là người chưa giác minh tới, mà chỉ giác minh tới tiếp thu bằng cái điện thoại và cái tivi. Đây là tiền giác minh của vấn đề Huệ Nhãn. Giờ mình có phần tiếp đi. Vậy trí tuệ thì còn có bao nhiêu loại trí tuệ? Trí tuệ là hiểu biết tâm sáng. Cái gì ở ngoài có thì mình hiểu bằng tâm sáng, thì chẳng làm sao mình nói bằng hiểu biết trí tuệ được. Nếu mình nói một nhà khoa học hiểu trí tuệ, ta nhìn được cái gì, ta nhìn được cái lá cây này nó là cái khúc gì, ta biết được. Ta nhìn được gốc cây này ta biết được, ta nhìn được viên đá này thì không thể nói là bao nhiêu. Nếu nói cho nên từ Đức Phật gọi là hằng hà sa số, không có thể nói con số ấn định được. Rồi thì không phải tiếp. Vị Bùi Văn Xuân ở Phú Yên có hỏi như sau. Một người biết thiền tông như thế nào để giúp được một vị đạo nhân vô tu vô chứng trở về Phật giới? Bây giờ vị đạo nhân vô tu vô chứng này là nó có thế nào? Có nghĩa là giúp người ta được cái gì đó trở về Phật giới, trở về Phật giới người đó gọi là đạo nhân vô tu vô chứng. Giờ phải làm sao người ta thành viên? Mình vô tình mình giúp cái người, mình vô tình mình giúp dạy họ, những người đó không hiểu họ đi suốt được cái gì đường đi của họ thì về Phật giới. Người nào mà có người Phật tu mà đã về Phật giới thì người đó là gọi là đạo nhân vô tu vô chứng. Còn bản thân chỉ là có ông giảng pháp, mình không có được một cái điều cũ là ông giảng pháp không, chứ không khác gì đâu. Ông Phật người ta đã là đạo nhân vô tu vô chứng rồi, nhưng mà ông là cái người có nhiệm vụ phải sinh hoạt thế giới này. Vì thế mà Đức Phật cúng Đức Phật, bởi vì nên nghĩa là tất cả những người cúng Đức Phật không khi nào nó cúng có ông dạy họ rồi. Ông đã giải thoát rồi, ông là người dạy họ không cúng gì. Mà cúng ông ta sống lại ở để gì, đồng sinh cái gì thì không có người. Mà cúng dường cho người nào, người đó
lúc trở về phòng giới thì người đó chính là đạo nhân của tu từ bi, rồi không phải chính một vị đạo nhân vô lô của chúng đó có phải là một người lúc trước từng sống ở cõi A Di Đà và được Đức Phật A Di Đà hiển thiền và thọ ký hay không? Cái này cũng không khẳng định được. Bây giờ ví dụ người ta ở thế giới này mà người ta có tạo công đức thì ta về một giới cũng được, A Di Đà giới thiệu chút cũng về được, nhưng mà nó không biết ông là ai. Nhưng mà hai cái dạng này thì về tạo thành đạo nhân vô tu vô chức được là món bánh đến A Di Đà xuống, hay là tay tạo công đức gì. Chứ giờ mình đâu có biết, đâu có khẳng định, đâu có khẳng định là cái khi gì đâu có ra đời bao nhiêu người để về một giới. Nhưng mà Đức Phật nói là khi mà Như Lai nhập niết bàn rồi là thiền tông bắt đầu nó mất, nó mất không phải bất hạnh mà nó đi kèm theo ba mươi mấy ông tổ dẫn đi. Mà ông lĩnh tổ ông tổ và xin quan tổ không nói cái này, ông hỏi cái gì đó là tổ ông Phật ông già cái chén trên cái thảm để dẫn đi thôi, chứ không có dám nói dù quyền nghĩ dẫn đi đâu này. Nếu mà ông sơ thở ông nói là tôi mang cái giáo lý đi thì chết mà cha tặng rồi nó đặt họ có lấy gì đấy, không đâu dám. Cho đến khi tới lúc tổ quỷ năng mà công bố quỷ vừa ký thôi, không công bố cho đi quỷ năng quan toàn không công bố được. Để hiểu cái thế giới này có kỳ cục, thế giới này nghe cái gì tới là làm, tìm là cái giúp những người có chức có quyền có tiền phải cứ chiếm cho được cái này, chiếm được cái bí kíp này. Thì thế tam tổ cũng dám nói ông tự danh tâm mà không, nhưng mà ông tự danh tâm cũng nắm được cái vị kí, nhưng mà không dám nói, không muốn nói quyền kí đến khi ông nói, không nói là chỉ như là nghĩa là tạm thấy tạm biết như vậy mà hoặc là cũng đề cập đến cái vị kí mà quyền kí nói khi nào được xuất bản vào trong cổ ra thì mới được nói. Xuất bản đã hình thành rồi, công bố ra thì nó có hình thành và có giá trị, có cái cơ sở pháp lý để mà công bố. Vì thế mà khi công bố vị trí rồi thì bắt đầu những câu hỏi mới bắt đầu, câu hỏi kia thôi. Trước khi vị trí chưa công bố, câu hỏi hoàn toàn đứng hết, mà chỉ hỏi là hỏi trong cái dạng việc mập mờ không dám nói tất cả. Bây giờ quyền chỉ trong bố là trong phải trình thôi, hữu mình vô mình muốn phải cái gì hỏi, danh minh không danh minh thì hỏi hết được, tạm thàn tâm hỏi được, giờ có phải chết gì. Một người được truyền bí mật thiền tông rồi, nếu có đủ duyên giúp được ba người được truyền thiền giống như mình thì chắc chắn người đó có về được Phật giới hay không? Trong ba người đó là gọi là ba tạm nhân vô tư vô chứng. Thì theo thế giới này, thế giới đời thế này, một vị thần dùng đã nói tất cả những người mà đã thành tựu được ba người thành tạm nhân vô tư vô chứng thì thần tự hành có nhiệm vụ phải tiễn người ta. Thần tự hành phải tiễn luôn mà chúng ta đơn giản. À, cái này là tiếng quy luật, giống như ở thế gian này người ta đi học có cái bằng tiến sĩ, cái anh khỏi cần khảo sát, anh luôn luôn quan tâm cái chương trình cái này ta ra, khỏi cần có khảo sát năng lực người ta. Còn nếu anh mới đại học thì nó bắt kiểm soát cho nó có phải vấn đề không, còn bằng tiến sĩ hoàn toàn bằng tiến sĩ là người ta đã có cái hậu đồng kiểm nghiệm rồi, thì cái hậu đồng này anh không thể, một người bình thường không thể kiểm soát cái anh tiến sĩ này được, là anh không có năng lực gì đâu. Vì thế mà một chỉ thần thừa hành thiện, một người có ba tạo được ba cái giúp được ba đạo nhân vô tu chúng thì phải để cho người ta tự cho đi, đấy là cái luật của đời thần, nhiệm vụ quản lý thành phần. Thì ở đây nó có cái luật của nó, loài người nó không có tính lực của loài người, loài thần có cái lực của loài thần, của hồn có cái lực của hồn, chứ không phải có hồn làm gì làm,
có hồn làm thì nó được tự do, nhưng mà tự do với điều kiện là thần thừa có hồn tắm theo đó. Cái hồn có hồn chất quy của hồn tượng cũng phải đúng theo quy luật của nó. Rồi nó phải tin Đức Phật có dạy rằng ai ai cũng có Phật tánh. Vậy con muốn sống với Phật tánh của chính mình hay là tự tánh của mình thì phải làm sao? Này chưa tập hết người nguyện sách. Đức Phật nói ai cũng có Phật tánh thì để cho biết vậy thôi. Thế giới kịch lý này để phải sống Phật tánh được chứ sống cái Phật tánh nó được. Bây giờ cái tứ tại này có thể tôi sống là đi thanh thiện. Ông nói là ông lừa ta cái làm gì thánh thiện được. Thánh thiện nói được ngang đi. Khác từ uống đi mới thánh thiện. Tứ tại đó giờ nói phải ăn tới giờ khác mới uống. Cái nhu cầu đi, đi bộ mà nó không có xe đi. Chứ làm sao mà nó ngồi nó thánh thiện. Nghe không? Đừng có khi nào lòng sống với cái tánh Phật. Không biết rằng cái tánh Phật là để sử dụng cho cái gì. Tánh Phật khi nào có công đức mang về Phật giới định hình một kim thân Phật tánh Phật nhà của nó để mang thân Phật, mang kim thân Phật chứ cái chỗ đây mang tánh người là mà xài tánh người được tánh Phật xài tánh người để gì nó đi luôn á. Đi là sao tánh Phật thanh tịnh vô cho cái người cũng không bị ra thanh tịnh không chịu đi làm cho tiền đâu đây tiền đâu luôn cái thằng chữ đại này mình phải đi luôn ta mới đi được không có được. Nào đó rồi phá trận trận tưởng tượng là tưởng trận có tầm 7 tầm 3 mình đi kiếm tiền. Mà học cái đó là tưởng là chúng tôi không biết nào đâu. Tánh Phật mình đã hiểu thì biết cái thân này thanh tịnh. Người ta chịu đi mình tìm lấy cái thanh tịnh mình lỡ đó. Ta đặt mình lấy cái người đã lỡ. Mà phải học theo cái trận nhân tâm này. Cái trận nhân tâm thấy Trung Quốc chúng ta đã đánh thêm tính lỡ trong cái giới lực chọn mấy cái quan hệ đánh ra. Nếu mà sử dụng tánh Phật mà thấy thì kia chúng ta là sử dụng tánh Phật là nghề bóng nước luôn đó. Mình phải hiểu cái thế giới này, biết về giới thiệu nhận thiết, phải sống bằng nhận thiết. Muốn về một giới phải có công thức đi, muốn lên trời có công thức đi. Có nghĩa là đạo Phật có tất cả công thức hết, chứ không phải là mơ hồ. Vì thế mà từng công thức một, thần nhà khoa học đó nói là đạo Phật có cái tinh hoa của nhân loại là chỗ này nè. Anh muốn đi đâu đạo Phật nó có chỉ đường cho tôi đi rõ ràng không có đường ai còn những người mà chỉ mà đếm tiền là đi lừa người ta là nó phải hiểu cái tinh hoa đạo Phật là không lừa người ta mà chỉ người ta đây là nó gọi là từ thiện cái bản chất từ thiện còn cái từ thiện mà chu lợi không phải từ thiện đâu rồi nó phải tiết thì việc thắp nhang là có tác dụng gì và đã được xuất hiện vào thời kỳ nào? Cái gì rồi vậy? Thắp nhang là có tác dụng gì và đã được xuất hiện vào thời kỳ nào? Thắp nhang thì nó đâu Thích Ca, không có Thích Ca suốt chiều dài 49 năm Thích Ca chứ không có thắp nhang ai hết. Mà chỉ sau cùng khi mà Đức Phật truyền thì ông có nói, ông có thảo là có nghĩa là ổng muốn tổ hộ khi mà ổng truyền về lần thứ nhất thì khói hương nó bay lên chư Phật ở mười phương chư Phật lên nguyện vào trong cái khói ngang này mà hiện lên nó thì nó có cái lý do này từ lúc đó thì tất cả khi mà loại người muốn cho Đức Phật hiện lên thì truyền về mà có đó thì còn phải là không có còn bây giờ thì ta ăn thế pháp gia ta ăn thế chính sự thật đạo Phật di dứt chỉ có thắp nhang lúc truyền tiền để mời chư Phật đến muốn nhìn thấy ổng thì nhìn trên cái khói nhang mới nhìn thấy ổng người nào có công đức gì sẽ nhìn thấy nó thắp nhang có việc người sáng này người ta lợi dụng đi sai hết muốn sai hết cái đề thắp nhang rồi nó trở thành cô hồn cũng thấp rồi thần cũng thấp rồi tăng cũng thấp rồi tự mình biết đó là nên cái mà dần dần nó thấy sai vì thế mà lúc truyền tình đưa xuống thì sao anh phải cái mà lúc vua thua lễ là anh nghe truyền tình chỉ để thầy biết điều với mấy cặp địa phương nó làm cái chỗ đó là Phật nó cũng sai từ cái chỗ đó
nó sai là sai. Chúng ta đang bắt là đạo, đạo đó ta là đạo trí tuệ, ta mới hiểu. Đó hoặc là nó nhắc họ, nhắc họ phải hiểu, biết cái gì là cái gì, con người cũng phải cái gì. Giải thoát đi con đường như thế nào, mới gọi là nhắc họ để có. Đạo Phật nằm ở chỗ này. Nhưng mà người ta không chịu giác ngộ về đó, vì thế mà Đức Phật phải làm ra năm pháp môn tiểu thừa đến mật chú. Tiểu thừa thì có đi công thức của tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, niệm Phật, niệm chú, hoàn toàn có công thức hết và thành tựu rõ ràng hết, chứ không phải mơ hồ. Vì thế mà nhà khoa học nó bảo rằng nó có kết quả tinh hoa của cái người chứ không phải nhỏ, nhưng mà cái tinh hoa này không dám đâu bài được. Bởi bài mấy đạo mà tôn vật lý dục chữ cách cái tụa ra mà nói cái chuyện này ai cũng cho tôi nữa, nói chữ thì nó đúng rồi, thì tôi chấp nhận, ta tôn chấp nhận chữ, nhưng mà đừng đánh tôi thôi, đánh tôi thì được bắt bị rồi, ông chữ cho chữ thoải mái. Nó phải hiểu thế giới này là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Ma Dương là ai? Là thần chủ hay là cô hồn xuống? Trong cái vị số 3 là Ma Dương là tấm tham của người ta đó. Cái tấm tham không được. Mình tham quá thần Ma Dương. Tham là giảm tấm tâm nổ người ta là thần Ma Dương chứ là ai? Chứ không có Ma Dương là hiểu gì đâu. Là cái tấm tham. Người sáu tứ và con người sử dụng cái tham và ác thì người đó một đề Ma Dương. Hai chữ này nó ghép chung là Ma Dương, chứ phải Ma Dương nhậu lại đâu. Con có con nằm mà đi ăn cút người ta đến tại Ma Dương xuống từ đó có đó. Ông tha không đi cút người ta đâu, tức là gì Ma Dương đâu đây. Giờ thì hỏi tiếp đi. Thời Đức Phật tại thế, các vị đệ tử của Ngài là tùy theo, tuy có mắt văn không, nếu có thì có mang thọ thích không? Cớ sao thời nay ông nào cũng mang thọ thích? Khi giờ cái thọ thích này nó có ý phúc gì chứ không phải không? Khi mà thấy tưởng thường mà Hổ Minh là con của thường Hổ Quân nó lên trời, ông Di Đăng ông dạy ông này ngộ đạo ông mới kịp họ ký tâm này về gọi tăng thiên thượng đề được danh là Thích Ca Mâu. Thích là cái gì, ca là cái gì, mâu là cái gì? Ca là cái lời nói. Vì sao không làm điều mà thích, nhưng mà phải nói và viết ra chứ không phải cái chữ ca là chữ nói, chữ mâu là chữ viết. Vì thế mà ông về ông truyền nói là viết là kinh sách, thì nói cho tiếng Việt Nam mình nó gọi là cái âm nói về viết sách, cái âm đó cái họ đó, âm là cái họ đó, hiểu không? Âm phải nói về viết ra sách thì nó có danh từ đó, nó có là Thích Ca Mâu. Nhưng mà về sau thì các vị mà tu theo Đạo Phật chữa thành là Thích Ca Mâu Ni. Chữ mong đi là hoàn thiện, không giết nữa. Vì thế mà tất cả quý vị đi giảng đạo hoàn toàn nói về linh tiên quyền bí đó. Vì cái chữ mong đi này nó biến tướng ra. Cái tập đầu tiên nó là Thích Ca Mâu. Rồi hỏi tiếp đi. Một người tu thiền tâm mà buông bỏ gia đình để sống tự do, thuận tiện cho việc tạo công đức thì có nên không? Vì gia đình sống theo vật lý nhiều quá nên mình không thể nào sống bằng tánh Phật dù chỉ một giây, và việc tạo công đức cũng khó. Bây giờ nói suy nghĩ về nó sai, mình nghĩ nhân quả mình phải đúng gia đình, gia đình sẽ phải làm vậy, còn việc tạo mình tâm thầm tạo không được cho mình biết. Bây giờ mình tu đẹp gia đình không chịu mình tức thì đi mà vừa luôn mình đó. Tại cái thế giới này làm cha, mình làm con thì làm con của cha mẹ, thì cái nhân quả của mình phải làm. Thì bây giờ mình biết rằng quý quá thì mình cố gắng mình giúp được ai giúp. Nói thật, bây giờ tại người ta cái chùa Tân Diệu ở xã Tân Mỹ mà tìm có bà nào xã Tân Mỹ thì tôi qua thảo đó.
mình làm sao mình đổ được, mình phải đổ người ngoài ra đi ra ngoài đường nó nói chuyện cho ta nghe, mình có hiểu cái thế giới này, cái thế giới này quan trọng cái gì, tiền đi bẻ luôn cái quỷ nước hòa này cái điều đó, nhưng mà nó cái trả cái quỷ nó có người nào, mình có hiểu, mình ở trong cái gia đình học kiểu thôn đường của nó, mình nói sơ nó nghe thôi, mình làm tin đi ra đường mà kiếm được đâu. Ví dụ mình ở Hóc Môn thì đi xuống vườn nhất mình kiếm, ở vườn nhất mình ra đi hòa mình kiếm. Vậy trong gia đình mình không biết, mình phải hiểu thế giới này, thế giới này sẽ hiểu. Mà người ta đến đây hoàn toàn tập đến mừng hiền, có nghĩa là cái bà đó là mẹ mình đó. Mấy người ta thôi phải luôn lên tao phải đi nữa đó, là mẹ người ta nó chú mẹ rồi làm sao mà họ chịu cái này được, tao chẳng phải chịu cũng vậy còn được cha mình cũng vậy, ông còn tới trăm đời mẹ ông trăm đời làm vợ người khác phải thực thi nhân quả đúng vậy, ông thành ông giận đi như thế mà người làm nói không chịu, không phải bà không chịu đâu, ông thành không chịu nó không đỡ mà không đi nữa là đó, còn mấy người ta phải đi nữa, phải đi làm vợ, làm chồng người khác nữa. Và phải đi, đừng có đem cái tính phật vui vui cái này là chết, nó thành đất điên luôn. Có người nói, chỉ cần kêu lên một quyền, ngay tức khắc phải dành hàng ngàn kiếp để hỏi cái quyền hôm nay. Con hiểu, xin Thầy giải thích ạ. Tập lời nghe. Chỉ cần nêu lên một quyền, ngay tức khắc phải dành hàng ngàn kiếp để thỏa cái quyền hôm nay. Kêu lên một quyền hả? Nguyện ngay. Nguyện lên một quyền, không nó tụi quyền thành rồi, nó đừng có chơi. Chơi nó thật, không chấm làm được này. Nó thanh tạng, thanh tạng. Tâm kinh kim gian, người nào xưng thanh là kẻ đó bà, tâm kinh gian là bà. Thì con này phải đem kinh kinh ra làm gì? Kẻ nào nó tao là thắng, người đó là bà. Nó thắng được, mà chỉ thắng được. Chứ không phải đùa nó nhiều quá đâu. Mà phải tin đi. Mùng 2 Tết rồi là giáp năm của ba con. Sáng hôm đó, ba con mượn xác tiếp út con về xin về lại củ quyền và giặt mấy con lo cho mẹ con và nói với ba khỏe, nghiệp ba không nặng, nên các con đừng lo. Vậy về thiền tông mình có cách gì và làm gì để giúp ba con không ạ? Đó là tụi về chuẩn bị ông đi vô cái thôi, thiền tông muốn giúp mấy người này học cách chuẩn bị đi vô cái loại nào, con biết không? Tâm mới rõ ra, tâm luôn đã luôn học tập chuẩn bị đi vô loại nào. Trong thời gian nào cũng chưa đi, mà nên nhớ là không qua 49 ngày đã có làm được, mà qua 49 ngày họ cũng chỉ mong được khỏi cái vô được. Bởi vì chắc cũng không qua 49 ngày đã làm được cái này, nếu muốn vượt qua cái đường của họ. Qua rồi không chịu vợ chồng tập, nhưng tái sanh là người thì phải vô có hồn. Mà vô có hồn thì dẫn kinh mình ở đây, vô trong cái hành ngũ, rồi hành ngũ, ăn của nó là phải được. Vô hành ngũ phải tuân định, tuân tưởng, không có nói được. Là mình nói tiếp đi. Thần kim cang có một hay là có nhiều quỷ? Thần kim cang tức như là quỷ đó, giống như con người của mình này nè. Thần kim cang cũng là thần thôi, nhưng mà nó chỉ như kim cang là cái phụ trách, giống như con người của mình nè. Con người cảnh sát để phụ trách cái ngành cảnh sát, con người quân đội thì phụ trách ngành quân đội, con người hành chánh phụ trách ngành hành chánh. Chúng ta biết được nha, thần kim cang để cho thần chủ dùng phân, nhưng mà phân nhiệm vụ thì nó không có cái danh từ này, có nghĩa là thần kim cang bảo vệ một vị phật, mà chừng nào có vị phật thì thần kim cang mới xuất hiện. Giống như một cái quốc gia đó mà chưa có ông vua thì có ai mà tỉa gạo và bảo vệ ông vua, mà ngày xưa ta gọi là bảo vệ nhân dân, có nghĩa là có ông vua thì mới có một cái người đó phụ trách bảo vệ ông vua, gọi là
thì vị Phật ra đời thì thành Thiên Can, một vị thành nó mang cái danh hiệu Thiên Can để bảo vệ một vị Phật. Thì theo cái thời gian suốt khi mà suốt chiều dài lịch sử Phật giáo, thần Thiên Can không xuất hiện, là khi xuất hiện khi mà một vị Phật giảng đạo, khi mà một vị Phật truyền thiền thì nó mới xuất hiện. Khi mà công bố quyền ý thì vị Phật xuất hiện, thì thần Thiên Can mới xuất hiện. Phải hiểu cái thế giới này, tức phải lúc nào thần Thiên Can nó xuất hiện, phải vậy. Nó xuất hiện tùy theo cái nhiệm vụ, cái hoàn cảnh về nhiệm vụ là do nó phải xuất hiện. Vì sao nhục thân của lục tổ lại tồn tại được lâu như vậy và không có điều, và ở trong cái điều kiện bình thường không bảo quản, mà các nhà khoa học sử dụng các thiết bị hiện đại nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân? Vậy theo cách nhìn khoa học và thực tế của Thiền Tông thì như thế nào? Khoa học thì nó đâu có đi, bởi vì khoa học nó chưa xác minh là khoa học chưa bằng đạo Phật là cái chỗ này. Nên nhớ rằng là một vị người, bất cứ người nào mà muốn khi mất để một nhục thân trở lại thì phải có cái công thức của nó, chứ không phải muốn để đập để mới ăn nhà giàu thì để được. Nhà giàu là để được thì mua một con vật bông vô nó tư lại. Còn ông nên nhớ là tất cả những vị tổ thì ta chết rất nhanh, trong vòng 5-10 giây là ta chết rồi, ta cắt được cái dòng điện từ thôi chứ. Còn một vị mà muốn mà để dục thân giống như lục tổ vậy đó thì nó phải có cái thuật của ông. Thuật ông là cái gì? Nên nhớ rằng ông lục tổ vậy đó hai, trong nhanh nhất là 3 ngày mới tỉnh, cũng còn trong không gian 3 ngày mới tỉnh. Chứ thật, trong quyền ký nói là 24 tiếng đồng hồ, ông còn chìm 24 tiếng đồng hồ mới tỉnh được. Là để làm cái gì? Đó là để làm cái gì? Là ông sử dụng cái thuật mà điện từ nó vô quấn cái thạch thân mà phải quấn là điện từ vô quấn, quấn bằng điện từ giống như mình đem quấn bằng chỉ vậy mà mình đâu có biết được quấn cái đến khi đạt chúng mà sự là chân trí không tác động được thì mới tỉnh. Vì thế nó mới để được cái nhục thân của đồ tổ, nhưng mà để vì để nhưng mà tôi nhớ hồi năm 2008 tôi qua Trung Quốc, khi mà người ta tới người ta đem cái hình ảnh đi ra mà hiên để mà cuối cùng là nó móc ra mở trả ra nó nói rồi một cọc nó cũng nguyên như là trong đó móc, tại vì người ta phải sử dụng cái chất để ta tạo cái hình lại, nó sơn lại, ông luôn là cả ngàn năm cái đó là giờ dùng sử dụng điện từ để cái dụng thân này. Khoa học không có biết đi. Bây giờ khoa học bình thường hỏi cái con người sống bằng cái gì, ông không biết. Thế không? Mà ông Phật nói với mấy nhà đọc khoa học sống bằng điện từ, sẽ đi bốn bằng điện từ. Đó, bây giờ tình đạt là khoa học có biết như này. Mà giờ thì tâm nói, nhưng mà người ta có nghe không? Ta học có nghe không? Ta đâu có biết. Vì thế mà luôn cố người ta muốn sử dụng cái dụng thân này để lại dụng thân này thì phải thời gian rất là 24 tiếng đầu ổng sử dụng cái thuật ở đó là quấn cái khuôn mặt này, quấn cái khuôn mặt cái thân tứ đại này, quấn tứ tướng này để cho duy trùng nó không vô, thì ổng mới rời cái sắc thân, ổng mới để qua được dùng thân với lục tổ được. Nó có hiểu không? Nhưng mà cũng phải thời gian cũng cả ngàn năm sau cũng đâm đều ra nó sửa lại đó. Cái này nó không lạ gì, cái này nó rất vất vả. Bởi vì người ta không hiểu tại sao muốn để cái dụng thân này không được, cho thân này cái chế độ quan trọng không, người ta phải sử dụng cái điện từ giết hết cái vật giống như mình ở đây rồi là hấp được chết hết, mà mình lại dùng cái sức nóng mình hấp, còn cái kia phải sử dụng bằng cái điện từ. Một chỉ còn năng và giác nó hiểu được cái này. Thế vì thế là cái dục thân lục tổ mới tồn tại được. Giờ mình hỏi tiếp tục. Con không có kỳ thị với những người thuộc giới tính thứ ba, vậy theo Thiền Tông có cách nào để giúp cho họ
được trở về giới giới tính đúng với hình hài của họ hay không? Ông Phật còn làm được, làm sao giúp được thế giới này cho nhân quả ai đến chịu không? Còn người ta muốn thì cho người ta. Nếu có cái người đó, cái gì cũng được, mà nếu mà có trong người nó có cái công đức một phần nhỏ thì tự động sẽ chịu được, về cái tiền tâm sẽ chịu được. Còn nếu nó âm nhiều quá, con can thiệp vô nó lượng vô. Nó âm nhiều quá là nói tới nó. Cái đường đó là cái đường tập âm gì không nên can thiệp vào. Trên nhân quả mình không có nói. Thì con này nhớ nói ra cho biết chứ không có can thiệp vô nhân quả này hết. Muốn thì tự mình, muốn thành Phật tự mình, muốn khôn, muốn trí tuệ cũng có tự mình, chứ mình không có nói ai được. Mấy cái người mà gọi là ăn bám mà con sợ con nói này nó kia coi chừng đó. Ông bỏ cái này đi, mình lo mình đi. Rồi con hỏi tiếp đi. Con người có thể thay đổi nghiệp được hay không? Thay đổi cái gì? Thay đổi nghiệp. Thay đổi nghiệp thì con mình đâu có thay đổi một lần một giờ một buổi hết đó. Cái nghiệp này mình tạo ra vô lượng kiếp rồi, bây giờ thay đổi từ vô lượng thì phải thay đổi cũng từ vô lượng kiếp cho nên tao thay đổi liền được. Ở trong cái độ nào mà đã nói thế này nè, có một vị Phật, có một vị Bồ Tát, có một vị hỏi với Phật cái con muốn chứng là được, nó nói không được. Giống như đời con, giống như một chuỗi xe dài mình đang giống như xe lửa, khi nào xe lửa mình dàn thẳng trước là mày con sao không quăng lấy con trước rồi thì phải đi từ từ. Muốn thay đổi thì phải đi từ từ. Từ cái nghiệp cũng vậy, mình biết bên này thì từ từ chứ không có ai mà đừng có tưởng đâu năm ngày ba ngày chúng ta tu luyện công đức coi chừng, đừng có tưởng đừng có tạo cái gì đó. Muốn tạo công đức có tạo từ từ mà tạo đúng rất được chứ không phải đủ đâu đó. Tại đó có nhiều người mà đưa tạo tách lên để ta xé ra đó. Nó mình có hiểu cái thế giới này, cái thế giới lý mình đừng có làm tách thân lý mình được. Cái gì vậy cũng làm từ từ, xe cũng vậy, muốn chạy cũng phải từ từ chạy đó, rồi thắt cũng phải từ từ đó, rất là dừng lại. Mới vừa đạp ra phải có bay vừa đi lên. Mình làm ra được phải những cái giới vật lý này, cái gì phải thuận lợi, còn không thuận qua chừng đúng hoặc mình chết rồi nó phải tiếp đi. Con đọc kinh An Vị Phật rồi thu âm lại để vào mỗi tối mở hoặc khi rảnh, như vậy có được hay không? Con hỏi con đọc kinh An Vị Phật rồi thu âm lại dòng đọc của con để nghe vào mỗi buổi tối hoặc khi lúc rảnh, thì con làm như vậy có được hay không? Được, cái đó là nó tự mình đọc mình nghe lại thì tất nhiên ở trong người mình nó vô ngăn cái âm nó không vô được. Vì thế là cái người mà dương cho người tính có bệnh là một năm 12 tháng có uống kim lúc nào hết. Còn nếu một năm đều mà có trình là đúng lúc hoài, đi bác sĩ hoài. Nên con phải tính. Con có giấc mơ như thật đã lặp lại với con hai lần rồi. Giấc mơ của con là trước đây con lấy tiền vàng của chồng con để làm gì? Con hiểu không rõ nội dung, chỉ biết là trước đây gia đình con rất nhiều tiền vàng, nhưng con mang đi đâu làm gì thì con không thấy rõ. Chỉ thấy khi chồng con thấy biết tiền ông bị đột quỵ, còn con chỉ biết khóc và xin lỗi. Khi tỉnh dậy giấc mơ như thật, con khóc nức nở. Có phải vì con và chồng con có nhân quả nhân duyên gì từ kiếp trước hay không? Cái phần này thì con không nói được. Giờ đây là nó trả lời về tiền tâm, chứ không phải trả lời về chuyện mà mơ hồ. Tao thì giới thôi, chị tâm thì chỉ hỏi cái thắng á. Hỏi, ông thì tâm không biết cái chuyện này. Những cái giấc mơ nói thì đấy là những cái kiếp nó đã thu vô trong mình, nó phát ra thôi. Cái chuyện này, cái chuyện gọi là cái tự nhiên, cái giới thiệu lý này đừng có đưa vô cái này, nó thành nó thành là gặp cái tiên tiên rồi. Không nên hỏi trong này. Hỏi vấn đề giác ngộ giải thoát thì nói tới vậy, còn cái vấn đề hỏi quá khứ gì lại thôi thì bây giờ quá khứ gì lại thì nó có nhà phải trả cái gì kiếm ta kiếm ta hỏi mình lên cái đó mình hỏi. Giờ mình hỏi tiếp
vị Kiến An ở Úc có hỏi như thế này. Bạn con theo thiền tông đã lâu, bạn con hướng dẫn con khi nóng giận sân với người khác cứ sân lên bình thường nhưng sân trong thanh tịnh, liệu như vậy có đúng với thiền tông hay không? Có khi nào lửa mà nó mát không? Khi bắt đầu gơi về trung tâm chẳng hành luân hồi là gơi lên, gơi xuống hay gơi theo hướng nào? Bây giờ cái lát mình là tại mình không chịu, nó đang hút vô. Khi mình tìm ra cái hút vô, gọi là mình hút vào, mình ở cái lát này, muốn rời là đi ra. Tìm ra không có biết, biết đời là có nghĩa là đi ra cái lát. Giống như phi hành gia đi khỏi cái lát trường, mà nhìn mà thấy cái lát nó quay. Giống như mình ngồi lên sợ thấy cái lát quay được. Nha. Rồi thế nào phải đi ra ngoài, còn bây giờ nói như nào quên, nhưng mà đi ra phải cho đất, mà đi ra là hỏi cái chuyện là thẳng đứng đi ra, mình muốn ra đi hiểu nào phải đi ra phải cho đất. Là vì cái đất này mình sẽ nhớ là nếu mà cái đất này là 40.000 phải là cái chỗ thì mình sẽ tiếp tục như thế, mà mình muốn kiểm chứng cái đất nó bị trong thì phải đi ra ngoài chúng ta kiếm mới được. Tại sao ra chúng ta kiếm? Là đi ra chúng ta mình thấy chiếc tàu nó chạy ra, nó chạy mất luôn, cứ nó chạy chung không hiểu được. Đó là cái chế độ công của trái đất. Thế thì mới hiểu rằng thì bây giờ muốn bao nhiêu đạo công, đạo công bao nhiêu thì phải qua nhờ cái trong hải chung lấy cái hải lý đo để nó bao nhiêu hải lý từ mà biểu chúng ta mà ra cái chỗ mà cái tàu mất nó không nhiêu. Có nghĩa là nó hút vô. Mình đã trong cũng vậy. Mình bây giờ mình làm cái này chứ bây giờ thì cái người mà nó cũng chịu chứ mình là sao? Cái nhà nó chậm được. Nó chậm. Nếu mình thấy là nhà thì thấy á. Trên cái nước Việt Nam thì nhà nó đưa trời. Cái nước Mỹ nhà nó rộng hết trời. Cái trời chúng ta cái trời. Nếu mà nhà chính là nhà hút vô, mà làm sao đi ra thôi. Ra từ lực hút này, gọi là lâu ra. Còn nếu mà nói cái danh từ mà nó chính xác, gọi là văng ra thì hút. Rồi, tôi hỏi tại sao 1.000 người, cứ 1.000 người theo thiền tông, mà chỉ có một số rất ít có thể trụ lại được? Nghĩa là Phật cũng đã nói vậy, ở kia đó vậy thôi. Giờ tôi nói là cái thế giới vật lý, mà cái này nó phá vật lý thì có người đang chịu đó. Bây giờ này là 100 người tất cái chùa ra, có ông nào nó dạy được không? Mà giờ nó sẽ bị tâm đưa tới chùa, nó chịu thì tôi không tin. Hoặc chắc là có thể nguyên tắc chứ không phải không ạ. Không có cái ông nào tu mà đồng ý cái này hết. Nó tu cho cái chứng này thành này thành kia, thì nói ở cúng trường thì thật Phật trước. Thank you.
Còn nếu nó mà không điều khiển được thì nó đi động đi, giống khi con ngựa ấy, nó muốn chạy đâu mới ngồi, mới ngồi giữ ngựa nó muốn chạy đâu cũng chạy, còn mình điều khiển con ngựa được thì có thể điều khiển được, nhưng mà đây hoàn toàn ai thích điều khiển mà thích cho nó chạy. Cho nên nó không, thì nó không mà đem tinh thần là điều khiển vô cái giới vật lý này, nó đi theo một cái nhân quả đó. Nhân quả phải tới chỗ đó tạo thì bắt buộc nó phải tìm cách gì đó, âm thầm tìm cách gì đẩy cho nó tới chỗ đó. Tới ngày đó anh có cái nhà tại đó, anh việc làm anh tại đó, đây là cái nhân quả do thật lý. Mà bây giờ nếu mà nói vào cái này cứ người ta tưởng tượng luôn trước sự thật cái này mới gì đó. Ông thần chân thần ở vô đây thì thế, ông thần cho phép, ông thần cho phép rồi khi ông thần điều hành đi theo pháp lý, giống như con vô cái thí nghiệm nào đó nó là do ông tham quan thì ông giám đốc cho, nhưng mà phải đủ người đi theo, ông đứng theo dùng pháp cách gì được lại nó phá được này, thì đó là như tám cái vấn đề đó là thế. Vì thế mà chân thần vô đây thì phải bị kiểm soát, chứ không phải là chuyện đó. Ông đó là vô đây tạo công đức và biết tạo đức một trong đèn quá trời phước đức ác đức này là ông chuyên mỹ thành đã biết anh đi đấy, nó là vậy. Rồi có phải tiếp à, có người theo thiền tông được một thời gian rồi hay đi giảng pháp nói pháp cho nhiều người nghe, là nguyên do là như thế nào? Này cái tâm dần không có chứng gì thế nào động phật là cảm giác ngộ giải thoát mình cũng la thì nghĩ là chuyện tham vọng không tánh cười nó là vậy, chứ thế nào cũng vậy, tham tánh cười thì nó vậy thôi. Giờ nó hỏi tiếp đi. Rồi đi nói xấu, nói xấu một vị thầy từng chỉ đường cho mình, tánh cười nó vậy thôi. Bởi vì tinh thần đó học hành đó, thế gian nó nói đâu nuôi dân thì dân trả ơn, giúp dân thì dân trả quán. Cái thế giới này nó là để đừng có buồn, phải là thế giới này nó là đừng có làm lại tính đi. Theo thiền tâm được một thời gian rồi muốn lập ra một nhóm để hoạt động riêng, để không liên quan gì với chùa thiền tâm Tân Diệu, là họ có ý đồ gì? Ý đồ nghĩa là nó đánh con người, nó là dễ chí đồ gì? Nó tốt thôi, nó có sao. Mình á, mình hiểu rồi mình làm cái nhóm, mình hoạt động mà đúng theo cái gì tâm tài lực thì rất đúng. Mà không nắm được cái ba cái mục là tâm tài lực, dân thì nó có ý đồ khác không? Thì cái đó là cái nhân quả mình tạo ra. Còn như thế nào thì tùy theo cái lớn và cái nhỏ cho mình tạo ra. Rồi, có phải tiếp đi. Bạn con theo thiền tông đã lâu và thỉnh thoảng hay xưng mình là Phật. Xưng gì? Xưng mình là Phật. Thần hả? À, Phật. Phật hả? Thì thật chứ như cha nó đâu đem ra trả lời cho ta. Nó là như cha này. Ông nó gặp Phật có giúp Phật mà cái người nào đứng ở đây thì người nào ra khi hành tinh cái kim cha thì gặp Phật giúp Phật giả đứng đó. Nhưng mà ở trong cái đám này có nhiều người vậy, trong cái mạng lý ở trong mạng lý bất luật đã học dạy xin trọng đặc biệt đó. Nếu mình người biết thực thi theo lĩnh của kinh thì mình đã rồi. Thế là Phật kiếp Phật, ông này chung Phật, kinh bỏ luôn là đăng Phật kiếp Phật. Thì gặp cái này tôi biết, nhưng mà lực pháp không chịu. Lực pháp đó, Phật giả đem dấu chứng minh với người ta. Đó, phải đúng như cái gì phải đúng cái lực pháp đó. Con có một người chú là một Phật gia thiền tâm đang sinh sống ở nước ngoài. Mỗi khi có người đến hỏi về thiền tâm, chú con luôn trả lời lại bằng thơ, kệ, rất hay và tự xưng mình là giác mạng. Thì người đã thành thánh rồi đó. Cái người mình xin cho là thành thánh rồi thì mình cũng nên kính trọng người ta. À, thế đất này là gì? Thế đất này là thánh, cần phải lại người ta. Thấy không? Nên nhớ rồi.
Giờ đã xin để cho mình lại thưa thánh, có phải thánh cũng tiền cho tất đời để tất thánh bái cái gì thánh thánh tiền. Hãy sử dụng trí tuệ bát nhã để nhận ra pháp thân thanh tịnh của mình. Vậy trí tuệ bát nhã là những trí tuệ nào? Pháp thân thanh tịnh là pháp thân như thế nào? Bây giờ nói phải sử dụng trí tuệ để hiểu cái tánh thanh tịnh của mình là tánh Phật đó. Cái pháp thân là pháp thân có nghĩa là mình đang mang một cái thân tứ đại này, mà trong cái thân tứ đại này nó có cái thân Phật ở đằng đó. Thân Phật đó gọi là cái pháp thân của mình. Ở thế gian này ta gọi là pháp thân. Nếu mà sử dụng đúng cái pháp thân này nó nằm ở quê Phật giới, nhưng mà nằm ở đây nó phải hiểu sử dụng đúng cái thế giới này. Rồi đó là cái gì? Nhờ thầy giải thích giúp câu cửa thiền là cửa chân không. Đúng rồi, nếu mà muốn đi vào chân không có nghĩa là không có dính mắc gì cái này, ta phải cửa chân không. Vô thiền tâm phải đừng dính mắc. Vì thế mà ta nói là vô đó phải buông thì tâm dính mắc, thì đó là phải là cửa thiền. Còn nếu mà dính cửa chứng này chứng cái kia không phải là thiền tâm, đó là thiền vật lý. Thiền chỉ thừa 37 thấp quán dính trong cái đó thì gọi là thiền vật lý. Còn thiền tâm là buông dừng tâm dứt. Đâu cũng phải tin. Con tu theo pháp môn thiền tâm, nhưng mẹ của con năm nay 80 tuổi, trước giờ vẫn ăn chay niệm Phật. Vậy sau này mẹ con mất thì con có phải cúng kiến cầu nguyện gì cho mẹ con hay không? Cúng kiến thì hỏi mẹ con trên biết rằng giờ trước khi mẹ chết làm cái gì, phải thực hiện đúng lời của mẹ vậy. Một thế giới này là con cha phải cúng vậy thôi. Không có, bây giờ nên nhớ là người ta đã tu chung là chính tắc rồi, không có gì ngờ với được. Có thể kiếm sao, để kiếm sao tái sinh là được tính. Bởi vì Đức Phật nói là tìm được cái năm này thì giống như con rùa mồm giữa biển khơi để tìm một cây trên núi Di Mã Lạc Sơn khó cực kỳ. Có nghĩa là khi tìm cái trẻ nó sát mặt mà không được nghe, mà còn phải cái cầm này đọc kia lại ông thầy ông kia. Ví dụ người từ tiền tâm từ tiền rồi mà trước khi chết phải đem các thầy rồi giải sạch rồi con suy nghĩ ra. Tôi nói thật tỏ ra mình đã chết, anh nó phải đọc hát trước cho bao nhiêu thầy rồi cho nó giải sạch. Khi sắp đem về người Hà Nội cúng nữa rồi sạch đấy, mình suy nghĩ đi. Có nghĩa là mình ở đây mình đã vươn lên tiền gia mà không giữ được chứ. Bởi vì nó không, bởi vì tại sao ở ngoài mắt á cái đề đa thành là biết rồi, nó ngăn giữa sông phòng và cái hồ tay. Ngày xưa là tắm rửa ta đã trên cái cơ nữa, bao nhiêu người chết người tắm người mấy Hà Nội là cũng luôn là đến nơi ngàn năm chân hiến mà cũng ngàn năm hy sinh về tổ quốc chết cái đó thì nó rất âm. Vì thế mà ở ngoài đó ăn nhiều thì ta thức thì bị âm hơn, còn trong ta thì người muốn không nó cũng có chiến tranh nó có, nhưng mà không bằng ở ngoài đó. Ngoài đó là cũ đô phải giữ được bao nhiêu anh hùng dân tộc phải hạ xuống để bảo vệ cũ đô này. Vì thế mà anh em trong ngày đó đưa tổng về để làm mà đưa không nó mới trẻ tiền đâu. Một lần cúng 25 triệu cúng nhỏ đó mà có nhiêu lần như vậy. Mình vô thì tâm thân nó dễ đó, vô thì tâm thân nó vững vững nó thì không thân Phật cũng dễ. Thành ra phải cố gắng nghe thì tâm nói cái gì từng ly từng tí từng
về Phật giới không? Làm đó. Còn ngoài ra đừng mình tạo đi cho nó rồi đấy nó dính vào tất cả cái đất này tâm kinh địa tạng đó là tất cả một con người chỉ cần nhúc nhích suy nghĩ là đã có nghiệp rồi mà cái hiểu cái này cái nghiệp của tôi với anh này nó giống như là ngủ rồi cùng dính tới cái gì mà phải cho nó thoát ra cái quy luật này muốn tu thì nó phải thoát ra cái quy luật chính này nào mình có hỏi tiếp. Con là Phật tử của chùa Thành Đức, mỗi tháng con phải sám hối 2 lần, ngày 14 và ngày 29 âm lịch. Vậy sám hối như vậy, cái nghiệp của con có giảm được không và tội có sạch không ạ? Đúng rồi. Chùa Thành Đức. Bây giờ đó, sám hối chùa Trần Trí thì đã có cho Trần Trí, nhưng mà tránh cho nó vui không, do cho nó làm mình thôi. Sám hối là cái gì? Nó bây giờ con tham hoặc là con giết này, hoặc là con giết nữa thì cái đó mình dừng tại đây tiếp những cái việc trước mà đã giải phát mang rồi. Tiền trước mà giải mang rồi. Sám hối thiền tâm nó khác hơn cái sám hối trực tiếp. Thiền tâm là mình muốn cố gắng làm sao mình giành được cái này để mình giải phóng. Còn tiền kia là sám hối để từ bỏ thôi. Nhưng mà từ bỏ để đi lên cái đường cao hơn thì sẽ quy luật trực tiếp. Có nghĩa là đi sám hối trực tiếp, số 2 con đường đi về kiếp sau làm giàu, thứ hai lên cực lạc ở. Còn cái sám hối thiền tâm này nó có 2 cái đường. Một là mình vi phạm được sám hối, về thiền tâm sám hối tôi không vi phạm nữa. Thứ hai là nhận được cái tánh Phật của mình. Thứ ba là tạo được công đức. Nó khác cái sám hối bởi vì tâm cái kinh. Tại là sao mà tạo có thiền tâm? Chưa ai biết là có thiền tâm có bao nhiêu quỷ kinh giải sách. Chúng ta cũng nói 18 quyển chúng ta 18 quyển kinh giải sách là có thiền tâm cho nó nhỏ. Đại thừa chỉ có 12 quyển thôi là cao nhất. Tiểu thừa 2 quyển, trung thừa 2 quyển, niệm Phật 3 quyển, 2 quyển và niệm chú 3 quyển, hoàn toàn có rất là đại thừa được 12 quyển. Thiền tâm 18 quyển, nói từng chi tiết một mà chưa công bố ra. Thì nào giáo lý đạo Phật thiền tâm công bố ra thì kèm theo bất đủ. Giờ không phải thế. Người tu theo pháp môn thiền tâm muốn phóng sanh thì có sao không? Đâu có sao, mình muốn phóng sanh thì muốn làm cuối tay lại mình ha, có làm gì cũng được. Làm cuối là mình biết rồi mình muốn đi đâu mình đi. Đời lại chứ. Người trước đây tu tịnh độ hoặc chú khi chuyển sang thiền tâm thì có bị ảnh hưởng gì không? Đâu có ảnh hưởng gì mà chịu nổi thôi. Mấy ông thần mà chú của ta là nó thích. Cái trò này luôn luôn. Cái chừng đó, vô đây là đi ra một cổng số chừng đó. Đi chơi với người ta, được chờ cũng bỏ ta, cái chừng đó. Nên đó, đi chơi với người ta, muốn bỏ cái kỹ lượng. Phải lễ phép, phải là cương quyết và lễ phép. Mình đã chịu cho thầy được. Chứ tất cả những người mà muốn qua đây hoàn toàn chỉ chỉ số 1 hoặc 2% thôi. Không có. A Di Đà qua đây thì được 10%. Còn mong chú qua đây có 1-2% thì nói cho biết. Rồi con hỏi tiếp. Người tu thiền tâm đã yếu chỉ trở lên nhưng chưa có công đức. Vậy sao khi chết người đó có cơ hội gặp lại thiền tâm để tiếp tục tu tâm? Thế đó là do cái đó hỏi ông thần từ hành đó, tự tin nhân quả hỏi ông chứ là hỏi tôi được. Cái đó đi sang thế giới khác là do vị thần từ hành thần quyết định cái gì của mình muốn trở lại thì mình như thế nào cũng trở lại được. Vì thế mà trong kinh Đức Phật có nói là nhất thất nhân thân vi nhạc thủ, một lần mất thân người không có thể trở lại được đâu. Giống như cùng một đồ hồ ở giữa biển khơi mà đi tìm
một cây trên núi, một chiếc biển. Ông Phật cho nhà Phật nói, chứ không phải chùa tên hiệu nói. Thì đừng có bây giờ thiền tâm ra đời nắm tay, giả nặng phải nắm tay để đi, để cút được. Còn nếu để đi qua thì tâm không có tập như tâm không tồn tại trong thế giới vật lý này làm được. Thế giới này thì tâm chứ còn như một ra nó mới đi ra được. Thế giới vật lý mà thì tâm không có làm cái gì dễ đâu. Thì tôi cố gắng trong cái biết tâm là đâu có cái hiện tượng được mà tạo ra cái công bố của công bố thôi. Thế còn bao nhiêu người theo tôi cũng quan tâm, tại vì tôi đã phải cái việc kiểm soát cái này. Hôm nay hỏi tôi trả lời, tôi hỏi là bằng sự thật, và tất cả tôi hỏi đây thì tôi sẽ cho hỏi tự do, không có từ nhan dòng vũ minh vô hình. Tôi trả lời được mà trả lời bằng khoa học chứ không phải trả lời bằng cách vô hồn. Tổ chức đạo Phật như thế nào tôi nói rất rõ. Đạo Phật không phải một pháp môn tu, sáu pháp môn. Rồi loài nào sống tập đây phải giải thích cho mình nghe, chỉ giải thích cho nghe thôi chứ còn không bắt buộc mình phải sống theo cái thiền tâm cái kiểu nói ra, mà nói ra cho biết tùy theo mình muốn sống cái kiểu nào mình sống. Rồi không phải chết. Gần đây thấy một số chùa lá di tích lịch sử quốc gia như chùa Bốn Cánh, Ngã Tư, Sở Hà Nội bắt đầu thu tiền giải hạn sao xấu từ 29 Tết 20 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Năm ngoái chùa thu 150.000 đồng cho một suất, năm nay thu 200.000 đồng cho một suất. Năm nay dự kiến có khoảng 14 vạn người cúng tiền giải hạn tại chùa này. Vậy quan điểm của Phật giáo Thiền Tông về vấn đề này như thế nào khi công an triển khai bảo vệ an toàn cho lễ cung? Yeah, cái này hỏi cái này là nó sai là cái đạo Phật Thiền Tông. Thiền Tông đây người ta trả lời về giác ngộ giải thoát thôi. Cái một điểm mà ta không có tìm hiểu cái gì luôn. Cái đó mới hỏi là cái sở văn hóa du lịch của cái tỉnh đó và cái thành phố đó. Chứ hỏi này nó sao? Vậy ta không chịu chỉ của người ta. Thế gian này chịu ngành nghề của người ta, ta sống cái kiểu của người ta. Mình đâu có xem đâu. Đừng có hỏi cái này, hỏi này nó sao? Thì ta biết cái gì mà không chỉ của người ta không giàu vô. Cái giả miệng mà đầu đầu ông tay. Ta phải có khác đi. Cứ hỏi, cứ người đàn hỏi, cứ đàn tình đã lời có chấm cũng hỏi. Phật giáo Thiền Tông có khuyến khích xây chùa to như Tam Chúc, Hà Nam, lớn nhất thế giới, đã xây được hơn 10 năm. Nhà đầu tư chia sẻ dự kiến sẽ mất 30 năm nữa mới xây xong. Tuy nhiên, năm tháng Giêng âm lịch vừa qua, chùa đã mở cửa đón khách. Theo thông tin từ báo chí, người cúng ít nhất 50.000 đồng tiền xe điện, khi ngồi là 40.000 đồng tiền giữ xe. Quan điểm của Thiền Tông có khuyến khích Phật tử xây chùa như thế hay không, và tại sao ạ? Cái Thiền Tông ra đời để nói cho nghe, cho hiểu thôi, của cái chuyện mà Phật tử muốn làm gì thì hiểu Phật tử. Chứ làm sao mình biết được đây? Còn cái chuyện đó là ta muốn tiền là để ta đang tại để ta xây dựng, chứ nó là thế giới vật lý người ta làm được. Còn ở chùa thì không không nói cái này, mà chùa thì ta sẽ chịu là nói phổ biến ra đạo Phật có sáu pháp môn, năm pháp môn kia thì tu vật lý ta đơn vị tu tiền thiền tâm. Nếu ai muốn theo muốn xây dựng cơ sở để tu thì phải tăng tài lực, tài tự tu không lấy ai đành làm. Chúng ta nói rõ rằng ta nghe nghĩa là vị trí rồi. Còn chuyện thế giới vật lý thì đến lúc mình đã có xe chồng nữa. Giống như loài cá thì giải quyết cái vụ dưới nước, còn loài người thì giải quyết bên trời để tắt. Tự nhiên mình xuống dưới nước để ở dưới nước không thể giải gì, giải quyết trên đường, trên mặt đất được. Mặt đất cũng vậy. Còn tâm đó
cho một phần cái không ai đầy mình tâm ép thì đâu đó mình phải hiểu hỏi thì phải nói thôi. Đây là nó rất rõ ràng, thế giới vật chất nó là khác, còn thế giới của tiền tâm nó khác. Bởi vì tại làm sao Việt Nam 17.000 ngôi chùa không có một cái chùa tiền tâm thôi, không có cái thứ hai. Mình phải tin nhớ như thế này rất ít, mà cái chùa này nó tồn tại được bao lâu, suy nghĩ đi, bao lâu nó sạch, tính đi. Cái chùa này nó đang sống ở, nó đang ở trên cái đầu gì, cái đầu mình bảo cấp hay cấp 200 để thì làm gia đình nó cho biết cứ gì đâu có hỏi tin. Đạo Phật Thiền Tông có khuyến khích Phật tử đi chợ cầu may nhân dịp năm mới không, và tại sao? Tinh chỉ Đạo Phật Thiền Tông là tinh chỉ rõ vậy đó, chứ là có nghĩa là cầu may cái chuyện mình là con người cho mình được quyền đi. Nhưng mà người ta nói là cầu đó là ai ai tự ở trong cái đời cái biểu này cái chỉ ra rồi mình thích vô phải tại mình, có nghĩa là luật pháp cho mình tự do tin tưởng, mình muốn làm gì làm, đừng có hại người ta thôi. Phật tử thì tâm thì chỉ nói cho vui thôi, chứ muốn làm gì làm, muốn đi ra ngoài đi lên trong cái gì tầm mạng nó ai lệnh, đi qua bên Mỹ đến ra nó gắt ra ai lệnh, có nghĩa là sẽ chỉ cho mình hiểu không, còn cái gì là tự do tin tưởng, mình tin cái gì là mình làm cái đó. Chứ cái thì tâm không chặt chẽ vào được trong này, nên là tự do người ta nên bằng luật pháp đã nói rồi chứ bản được không nó. Giờ con hỏi tiếp đi. Lễ cúng ông công ông táo cây cối kè kề ghế như từ này vậy nói là lễ cúng ông công ông táo cây cối kè thậm chí thân cây tai họa cho nhiều gia đình. Theo chú, các Phật tử thiền tông nói riêng và dân chung nói chung có nên bỏ hay không? Cái đó mình hỏi bộ văn hóa chứ là các Phật tử được. Nhà nước nó có cái bộ phụ trách cái chuyện này. À, nhà nước có cái bộ phụ trách chuyện này. Mình phải hỏi nhà nước. Cái bộ trên đây là bộ văn hóa rồi. Thì hỏi nhà nước, các Phật tử đi. Các lễ hội như năm châu có nên bỏ không? Tại sao? Không gì? Trời châu. Cái này hỏi cái địa phương. Cái này do cái văn hóa của địa phương đó, mình hỏi tại mình biết cái gì cái vùng này. Cái thiền tâm có hai chữ á, thiền tâm đơn giản với tâm hai chữ này là đi chạm vô đi. Còn cái chuyện của chân chơi tình văn hóa xã hội kinh tế đúng chị người chưa là Phật tử của chùa thì có tụng được quyển sách An Vị Phật không? Nếu có đọc thì có tác dụng không? Và có bị gì không ạ? Nói cho rõ lại. Người chưa là Phật tử của chùa Thiền Tông thì có tụng được quyển sách An Vị Phật không? Nếu có đọc thì có tác dụng không? Và có bị gì không? Cái An Vị Phật này là nếu một người mà đã là Phật tử Thiền Tông đọc thì tốt, còn người không phải là Phật tử Thiền Tông đọc cũng tốt, cho hai này có nghĩa là chưa có hiểu nhưng mà đọc cái này nếu mà cảm nhận được thì cái lực dương nó vẫn ở của người này thì người tâm cũng không được. Nếu mình không phải Phật tử Thiền Tông đọc đầy đủ tốt nhưng mà yếu điều kiện mình đọc cái này có hiểu là đây là cái phá được tâm. Vì thế mà những người nào mà thích mơ mộng đọc này hết thành tiền bạc rồi phải hiểu dễ hiểu. Tại sao tôi tu truyền tâm mà tôi luôn quên là gì không chết vô thì làm sao còn gì đâu không ra mà chết đó. Phải hiểu cái thế cái truyền tâm thì nó là đưa cái dương vô đưa vô vô thì gan không còn thì cái người tu rất mong lên lắm
thì cái người tu thiền tâm thì sẽ lập ra cái biểu đồ sống, thế giới phải lập cái biểu đồ sống. Ngài để làm gì thì cái giới cho rõ, muốn làm gì cũng ghi cho rõ, nhìn là cái biểu đồ giới này. Bởi vì nó không quay mà, nó không có cái đem vô, không đem vô thì phải làm cái đem ra, đem ra thì mới đem, mà đem ra. Thì thế giới là thiền tâm thì phải hiểu cái công thức quy luật của nó. Rồi không phải thiền tâm. Thì nó hỏi cái ba đấy giờ đâu 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 là có một bài thơ của một Phật giáo phương xa khởi và kệ chúc tết của thiền tông con chịu. Bây giờ người nào bây giờ cái này thì đứng đầu từ người đầu đến đầu có không có người nào không thế chương cái này không đầu cái tánh không phải không? Dạ, vì cái này là
cái câu là duyên sanh tánh không này á, đó là cái căn bản của giáo lý đạo Phật. Tánh gì? Tánh không. Chưa nói đâu, mà chỉ nói 60%
mà ta nói bằng hình thức là vị trí. Cái giáo lý là có hai quy chương, nó có rất căn bản quy chương. Đức Phật nói cái gì nó ra cái đấy, Phật nó mơ hồ. Mà Đức Phật nói ra là phải chứng minh bằng khoa học, chứ không phải mà nói chứng minh mơ hồ. Giáo lý nó là phải giác, là cái lời của Đức Phật dạy. Cái lý là phải đạt đến chân thật, gọi là giáo lý. Lời dạy đến chân thật, và mới gọi là giáo lý. Mà giáo lý nó cũng đến từ giáo lý đạo Phật tiền tâm, nhưng mà giáo lý đạo Phật, đạo Phật không giáo lý. Vì tôi đã từng tuyên bố rằng từ diễn đàn một đến diễn đàn một, đạo Phật chưa giáo lý. Đề nghị quý thầy muốn, đề nghị quý thầy muốn giảng đạo thì phải học giáo lý, còn không giảng thì cũng không giảng được kiểu. Tôi đã từng nói, vì thế mà ông A của một người tài nói khác, bây giờ đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát, tại sao không đem cái giác ngộ giải thoát để dạy người ta? Đạo Phật chùa xây ra là để làm cái gì? Nếu chùa cúng thì cứ để chùa cúng, cúng cái gì đó thì ghi vô. Đạo Phật tiểu thừa thì ghi vô, tiểu thừa là đúng thừa cũng vậy. Còn cái giác ngộ giải thoát không phải ghi đàng hoàng. Thì trong khi nó có muốn gì kiếm Đức Phật bảo là có muốn gì phải đi cho nó, đừng có mập mờ. Đạo Phật nó tinh qua nó nằm ở chỗ này, dám nói bằng sự thật chùa mà cũng nói bằng sự thật, nó ghi cho nó là để cái chùa người ta vô ta lại. Mà trong khi đó Đức Phật không nói là cái đất này thần quản lý, tu hồn hiện tượng rồi mới tu, hay là hay con người là công cụ mới tu sao đây. Chúng tôi càng là tôi thật được tiêu chất là Phật nói. Ông Phật nói phải vậy. Tất tìm tất cả 12 kinh đại thừa nó có cái nghĩa kinh làm vậy cũng mà còn không có. Rồi cái nghĩa kinh bát nhã và duy thức học, trong đạo Phật có cái nghĩa kinh duy cùng nghĩa sách duy thức học. Đây là phân tích rất tỉ mỉ để tôi nói để cho duy thức học chưa từng nói mà chỉ nói hai cái danh từ giáo lý thôi. Giống như có vị thầy nói là khôi phục tiền tâm thì mới có hai cái tiền tâm, chứ còn cái tiền tâm trong cái ruột nó là cái gì? Trong cái ruột có cả một cái hệ thống của nó, chứ vậy tiền tâm bởi vì tôi nói tiền tâm có 18 vị kinh rõ ràng, chứ không phải là một vị tâm. Mà giờ ai biết 18 vị kinh đó là cái gì? Đạo Phật đại thừa 12 quyển kinh, đạo Phật thì tâm 18 quyển, tiểu thừa 2 quyển, trung thừa 2 quyển, niệm Phật 2 quyển, niệm chú 3 quyển, nó rõ ràng lắm, cái đâu không thể. Còn bây giờ thì chờ đợi, bây giờ nó thật, nếu mà giáo lý ra thì cái người Việt ta rất được hạnh diện, nhưng mà hạnh diện không là có nhà nước có cho làm không? Tôi nói có cho là thì tinh hoa đạo Phật có sự trưng bày ra tại cái giáo lý này. Nếu mà tinh hoa giáo lý không ra thì tinh hoa đạo Phật chỉ biết căn bản không biết chiêu sâu. Nó mới nói thì thật bây giờ nó tắt mắt gì cứ hỏi thiền đi. Còn Phật ta hỏi ra thì 12 rưỡi kỹ, cô 12 rưỡi thì sẽ tiếp. Nếu 12 rưỡi không có câu hỏi gì thật thì chút xíu rồi về. Chút xíu nghe, nói lên lên. Khẳng định là đạo Phật như một số các cái chùa và một số các website của các chùa và tuyên bố rằng là mỗi một cái quyển kinh theo từng pháp môn tu họ lấy quyển kinh ra để làm cái giáo lý cơ bản của đạo Phật là không đúng sự thật, đúng chứ? Là tức là các đạo Phật thì mỗi một cái
tô á, người ta lấy từ cái biển kinh sách ra để làm cái giáo lý cơ bản của đạo Phật thì đó là không đúng. Bây giờ là cái giáo lý nó khác, còn cái mà kinh nó gọi là giáo chung, cái giáo đạo Phật là giáo kinh, còn cái trong mấy cái điều tổ chức gọi là giáo luật, nó quy chứ không phải là giáo lý. Cái là cái giáo lý nó gồm hết lại giống như là hiến pháp vậy, gồm hết nó đi nó hiến pháp nó rõ, nhưng mà quy tụ tất cả những cái gì ở trong cái sinh hoạt của một tôn một quốc gia, nó là cái pháp công nghệ. Nhưng mà ví dụ cái luật này ra luật kia là cũng nắm từ nó móc từ trong hiến pháp ra nó nói. Còn tất cả các đạo Phật cũng vậy, đạo Phật mà muốn nói ra đây thì vì chính là nó nắp lấy trong cái giáo lý nó ra. Tất cả các kinh cũng vậy, đại thừa trung thừa niệm Phật thì cũng muốn nằm trong giáo lý kia, một giáo lý là căn bản để mà nó phổ biến rộng ra. Mà cái đặc biệt nhất của cái giáo lý là nói đến chân thật, mà không ai dám nói chân thật được, vì chúng ta sống ở đây sống hoàn toàn là lừa nhau để sống. Tôi dám nói rồi. Bây giờ nếu mà không lừa thì cái tại sao có hàng giả? Nếu mà hàng thật anh sản xuất 10.000 anh bán 12.000 thì được. Bây giờ có nhiều cái hàng nó sản xuất 1 đồng nó bán 100 đồng. Thì sao đó nó xe lợi 50, bỏ ra 100 để nói thì trang tay lừa mình đó. Cái đó là nguyên tắc trên giới trực tiếp này nó là vậy không? Bây giờ tôi nói là nếu ai mà hôm qua tôi sáng đứng cho ông, người ta đợi, ví dụ cái ba trực mình nó bán cái món hàng đó 10 đồng lâu lâu nó xe 50 đồng, sẽ còn 5 đồng thì thằng vô cũng có đồng, tôi có suy nghĩ không? Thì Việt Nam thì có khác gì cái nào đó, thế giới này cũng vậy. Thành ra cái giáo lý Đạo Phật là một con bài tất cả những cái chuyện gì mà dài đây nó được nằm trong giáo lý, nhưng mà mình nằm từ chút rồi cái giáo lý là nó có hệ thống lại từ trong 20 chương này nó móc ra, nó dạy từ ly từ lý ra. Còn 20 chương nhưng mà những cái mà bí kíp không nói ra được vì nói ra nó phá được cái thành ra cái giáo lý này nó vậy. Chứ đừng có nói là giáo lý này không đúng, đó là tưởng tượng đó. Vì chùa thì trong cái kiểu có nhiệm vụ là thì sư trí đạo đã nhận được cái giáo lý này. Mà tôi nói hồi năm 1959 ông Minh Đăng Quang và 12 người của ghé của thầy Vũ Hải Điện, Minh Đăng Quang là tỉnh thất trung tâm ở Bài Đất bây giờ, thì sư trí đã sẵn cho ông coi cái viện giáo lý, còn cái viện là nguyên viện ông chết được thì mới ông về dưới á, tôi nói thật là ông về dưới chuyên bố là thiên công là ông là dòng thiên tâm là tới cái tỉnh thất trung tâm. Nó thật tôi về tôi có hiểu được, tôi nói được, tôi nói má làm cái chuyện này là cái công lớn vì kiếm gì sao không công bố được đâu. Tôi hỏi là cái giáo lý mẹ có đưa cho tôi là trong cái đàn bà Phật không có không, tôi nói được thì cũng chưa biết là cái công lý mà mẹ đưa cái giáo lý là cái gì xong rồi. Vì thế mà có nhiều người cho nói là cái chùa thì trong cái hiệu ấm chắc của cái chứ cái một người đàn bà tôi nói là cái sai lầm chứ mà đừng không nói gì. Vì thế mà tôi ra khi ông còn sống tôi đã làm đó mà tôi hỏi là chứ ghi trong cái chùa trong cái trung tâm học là thường là nhà định cái gì bốn cái chữ đàn giải thích được vậy ghi cực dòng cho làm sao cái thường là nhà định cái gì, thường là nhà định nó nằm trong giáo lý. Nếu một nắm được biết liền mà ông nghe được mà không hiểu như thế nào học giáo ghi là thường là nhà định, thường là nhà định trước cái chùa là cái gì, cái gì thường, cái gì là, cái gì ngã, cái gì tình, bốn chữ này vậy chứ quan tâm không đánh đâu, nó không phải dễ. Vậy sự tôi nói là chứ thầy giáo
tuyên bố thiền tâm xuất phát từ thiền, nắm được cái dòng thiền tâm chứng minh thường lạc đã định hay gì cũng làm tin nó không nói được đó. Rồi bây giờ cái gì người bây giờ nó nói tại sao mà ông nhận từ ông nói luôn là tốt chỗ này tốt chỗ kia chẳng có cân nhắc nhưng mà cho ông biết tự tôi có cái này tôi cảm giỏi hơn tôi tại sao tôi ngồi ở đây tay để mà trao đổi như này cảm giác đó. Tôi thằng học đó mà tại sao học có tiến sĩ đại hòa tôi mời ông tới đó rõ ràng chính tâm chính tâm thức lệ bỏ cũng nói tôi là người ăn uống rồi ông vinh thức thế giới cũng nói ông vô ông nói là chứng minh là vì cái gì nghĩa là tôi mời ông lên tìm được cái gì là tôi đồng ý rồi đó là chữ gì tôi đồng ý đó. Nhưng mà điều biết một cái đạo thành bé có tiến sĩ đó thì là nó chắc chắn tôi mà nó chắc tôi phải có báo chí thành tựu chứ không phải tôi cũng dám nói chuyện cũng được đó có làm ra đó mà bây giờ nói đây là phát trên mạng chứ đâu phải tôi nói ở đây nghe không nó dạy muốn không thì ở đây cái gì là tinh hoa nó đặt vào thì ở đây tên là dạy cho tôi nói là giáo lý là gì thì đây là tưởng tượng nó không nghe nói giáo lý có nghĩa là tôi đã nói giáo lý là ở diễn đàn lần 3 đến giờ tôi đề cập đến chỉ giáo lý này rồi từ đây dài đã có tất cả anh em nói về giáo lý nhưng mà cái quan trọng là gì mà đây tôi hé rằng là tôi nói đạo Phật thì nó có 18 điểm kinh và sách rõ ràng tìm đi giờ chỉ tìm được một hai điểm không chứ không tìm nhiều nữa là ta chưa có bố ra người ta biết được đó thì thôi bây giờ gia hạn 5 phút nếu ai có hỏi thì hỏi không hỏi thì tạm nghỉ rồi thì 12:30 tương để vậy các thêm cố gắng muốn hỏi gì thì hỏi à, thì chỉ có cái ngày cái được thường này thì hỏi được chứ cái ngày cái được chuyện tiền thì thời gian đến lắm thì cố gắng hỏi cho nên các bạn đã ra đây các bạn đã ra đây là mình nhưng mà muốn hỏi là hỏi trong phạm vi tiền tâm chứ đừng hỏi bên ngoài cứ cậu đem mời nha mời cậu hiện làm ở Cà Mau xin hỏi chị chủ là nói cái đại trụ này là nó có cái cốt lõi của nó không chị chị chủ xin hỏi nhiều đó cái cốt lõi của cái vũ trụ này nó quay á nó có cái cốt lõi của nó không đáp lại cái vũ trụ này nó có cái cốt lõi của cái vũ trụ này hay không? Bây giờ mình hỏi á, các bạn mình ở đây hỏi được hai giới hạn, một là thế đất, hai là tam giới, không đúng cũng đừng có hỏi. Phải biết chủ cụ là cái gì? Bây giờ thế đất quay, thì hỏi khi có hỏi thế đất, tôi nói cho nghe. Cốt lõi tam giới, tôi nói tam giới cho nghe, còn chủ cụ là sao? Chữ độ phải gọi là kỳ thì người ta gọi là càng tôi xuống thủ cái đó là tức cha thì tôi đã bị mời xuống họ không trả lời chứ tôi chỉ trả lời được thật đến quay già để đó rồi nha và hỏi càng tôi cái càng tôi cũng thủ thì tôi tự em tức cha em xin bữa nào cũng được ông tới đây để kêu trả lời rồi trong thời gian còn thì cứ thoải mái ha về lấy gì cho nó từ lớn chút được cũng nhân dịp đầu năm mới con xin kính tặng trước nhất là kính tặng thầy và tất cả những người trong ban quản trị chùa thì
Thiền Tâm Vân Diệu và các vị đồng tu mân sư kiểm nghiệm cho việc là được ngâm bài thơ này trước lúc mà đúng quá. Tạm mươi phận nhập niết bàn, tạm mươi huyền kỳ thầy mang vào đời, công thức giải thoát tuyệt vời, Thiền Tâm Tân Diệu phổ lời. Tuyệt linh Thiền Tông